Mấy được vậy. Chào chị Tin, hôm nay lên lại thành phố cho chị. Chưa hả chị? Chào mấy anh chị nghe, chào 10 người, chào mấy anh chị xem live, mấy anh chị xem live chia sẻ giùm em bài nha mấy anh chị. Chào chị Mộc Nhiên ạ. Chào mấy anh chị nha. Đây hai món quà hôm đầu live em tặng cho mấy anh chị nha. Mấy anh chị nào chia sẻ cho giùm em lên hội nhóm giùm em cái nha. Quả bí này, quả chanh, quả táo, mật cú hề, quả hả? Ủa sao nóng như ta? Hú hú gì mà hú hú. Đây, đẹp không? Này quả gì ta, cái lá này không biết quả gì, quá quả mạnh hay gì á.
có gì cooter không hả? Em chào mấy chị nha. Để chị tắm than. Cooter á, cooter hôm nay mình có cái gì ta? Cooter. Dạ chạy trốn hết rồi. Để chút coi có gì. Rồi mấy anh chị vô chia sẻ like giùm em nha mấy anh chị. Chia sẻ like giùm em nha. Tặng cho mấy anh chị nha. Dạ chú Tiểu hả? Chú Tiểu mưa gió bão bùng quá chị ơi. Hôm nay chú Tiểu ở chùa không có đi. Chứ không có nha chị. Tiểu rồi, làm như em hết, không có rồi, phải có rồi, không có rồi. Chú Tiểu bữa nay không có rồi chị ạ. Chào chị Thi Nguyễn, cái gì? Nè. Ok, cảm ơn chị ruột nhiều. Rồi mấy anh chị đầu like chia sẻ bài giùm em nha mấy anh chị, chia sẻ bài giùm em nha. Giúp em chia sẻ bài giùm em mấy anh chị cho có tương tác nha mấy anh chị nào xem like chấm xem một chấm cho có tương tác nha mấy anh chị. Rồi em thấy chị Trà Đắng chia sẻ bài giùm em rồi nha. Này lát bán cặp luôn em anh chị cho khỏi đấy. Rồi mấy chị xem like chi chấm giùm em một chấm đi mấy anh chị, chấm chia sẻ giùm em một chấm nha cho có tương tác nè. Lúc này Facebook làm như ngán tương tác thì sao. Chuông gió con vật. Rồi chào chị Ngọc Hân nè. Rồi mấy anh chị lên giúp em mã là em tặng cho mấy anh chị chia sẻ nha. Em thấy chị Ngọc Hân chia sẻ nè, chị Trà Đắng nha. Chuông gió hả? Con vật hả? Dạ đó em có con vật, con ếch và con mèo. Lên giúp em mã là thứ năm vui vẻ nha mấy anh chị, thứ năm vui vẻ nha, có dấu nha. Em sẽ tặng cho mấy anh chị là hai mã nha, số 1 là số 2 nha mấy anh chị, để không làm mất cho mấy anh chị mất thời gian mấy anh chị lâu nha. Cái ly gốm mộc rất là đẹp đẹp. Rồi em số 1 em tặng cho chị Mộc Nhiên ạ. Cái này em bán cho mấy chị là 22 luôn nha mấy chị, 22 luôn, hai quả luôn nha, một quả mận nha. Đây, có cái lá trên cành luôn, siêu đẹp luôn. Có dưới nó có ba chân luôn nha mấy anh chị. Ở dưới có cái này không biết phải quả mận không, các quả mận nha, thấy hồng hồng với một chú hề có lỗ tai này nha. Rất là đẹp nha mấy anh chị, rất là xinh nha. Rồi lên giúp em mã là 179 nha,
mã 179. Mã 179 cặp này em bán cho mấy anh chị là 80 nha. Mã 179 nha. Quên đọc số tiền. 80. Mã 179 nha mấy anh chị, cho chị mua trái mận hả? Dạ em lên mã rồi chị. Rồi mã 179 em chốt cho chị Mộc Nhiên nè. Cảm ơn chị Mộc Nhiên nha. Rồi. Rồi cái hũ trà nè mấy anh chị. Hũ này đựng trà nè, 1993 nè. 1996 gì đây. Cái này em bữa em bán cho ai hai hũ rồi mà không nhớ nữa. Rồi cái hũ đựng trà này em bán cho mấy anh chị là 80, lên giúp em mã số 8 nha. 80 mã số 8. Dạ 179 chị trà đắng sao ạ? À? Đường kính nó là 13, ngang của nó là 10 nha. Cao là 5. 80 mã số 8. 80 mã số 8 nha mấy chị, ở dưới đây nó còn tem luôn nha. Hình trái cây, trái dâu với trái nho. Dâu với nho nha mấy chị. Đây chung con vật. Đây, để đây cái bụi nha. Đây, chị nào hỏi em cái chuông con vật ta. Chị Thu Thu à. Đây chị Thu Thu ơi, con vật. Con vật nha, chuông gió rất là đẹp. Ở đây nó bằng gốm nha, nó bằng gốm. Nó chưa lãng chẳng vậy nè. Rồi cái con vật này em bán cho mấy anh chị. Bán cho mấy anh để cho chị là 80. Dạ không. Không lỗi gì hết chị ơi. Đây còn siêu đẹp. Chị lấy thì lên giúp em mã vật nha chị Thu Thu. Mã vật. Mã vật. Cái này viết không ra nữa. Mã vật nha chị Thu Thu, sẵn lấy mấy con đó cũng mang thùng vàng cho em sẵn lấy luôn. Đấy, em xuống em bán cho mấy anh chị luôn nha. Dạ mã vật em chốt cho chị Thu Thu ạ. À. Chị Thu Thu vô trang fanpage vẫy tay rồi em cho em có số điện thoại giùm em đấy nha chị. Rồi con vật với con mèo luôn nha. Ô con ếch với con mèo luôn nha. Con ếch với con mèo. Đây. Cái dây nó rất là đẹp nha anh chị. Cái con mèo này là quá đỉnh luôn. Nói chung mấy cái này là hôm nay em sưu tầm để lâu lắm rồi, hôm nay mới đi làm bán luôn. Nó đây nó có cái tem là cú mèo luôn nha. Nó có con cú mèo đầu con cầm luôn nè. Rồi con mèo này em bán cho mấy chị 100 nha. Con ếch này là 70. Mã mèo 100, ếch 70. Mã ếch 70 nha mấy anh chị. Cái này con ếch hay con ảnh ương gì em không biết. 70 mã mèo, mã ếch 100 nha.
Mèo 100 ếch 70. Mã mèo và mã ếch giúp em nha mấy anh chị, mã mèo và mã ếch giúp em nha. Đường kính cái tô này là 16 nha mấy anh chị, cao là 6 nha. Dạ, mã ếch giúp em nha anh chị Kim Phượng. Hoa hồng hàng của đây. Ở trên nó là nắp nhựa nha, trên là nắp nhựa. Rồi cái tô này em bán cho mấy anh chị là 60. 60 lên giúp em mã 6, 60 mã 6 nha, đường kính 16. 60 mã 6 giúp em nha mấy anh chị. Rồi ếch em chốt cho chị Kim Phượng. 60 mã 6 giúp em nha. Cái tô rất đẹp mấy anh chị, cái tô này đựng mì nè, ok. Cao là 6 nha mấy anh chị. Hoa hồng nè, rất là xinh xắn nha, chuyện mọc đầy đủ nha mấy anh chị, nắp nhựa nha. Dạ, mã 6 em chốt cho chị Kim Phượng à, chị Thu Thu mã S sao rồi à, em chỉ còn có con mèo thôi à. Rồi em có một chiếc lá nho nha mấy anh chị, một chiếc lá nho nha. Đây chiếc lá nho em bán cho mấy anh chị 30 lên giúp em mã nho nha, 30 mã nho. Điện mọc đầy đủ nha mấy anh chị, 30 mã nho giúp em nha. Đường kính cái lá này là 15 nha mấy anh chị, 15 xăng. Rồi cuốn qua lá cũng 15 xăng luôn. Dạ, mã ếch có chị Kim Phượng chốt rồi, em chỉ còn con mèo thôi nha chị Thu Thu. Em chỉ còn con mèo nha. Mã nho nha mấy anh chị, có tiện còn do luôn, chuyện chìm nha. Nó màu xanh ngọc nha mấy anh chị, nó có nguyên đùm nho chính giữa luôn. Rồi có hai quả cà, hai bắp cải nha mấy anh chị. Ngoài có một bắp nó bị mẻ chút xíu nha, nó bị tóc chút xíu. Đây, có một bắp nó mày tóc hai bên, đâu mất tiêu bên rồi. Đây. Đó, ở trên thì mình không thấy nha, nó chỉ tóc cái viền ở dưới mấy cái bông ở dưới này, nó có hai cái. Rồi hai cái này em bán cho mấy anh chị là 70. Nó bị tóc nha mấy anh chị, bán cho mấy anh chị 70 lên giúp em mã số 7. 70 mã số 7 nha. Rất là đẹp nha mấy anh chị. Nó có ba cái chân dưới luôn nha. Bắp cải có ba chân dưới luôn. Có một cái nó bị mẹ chút xíu này nha mấy anh chị. 70 mã số 7 giùm em nha. Đường kính nó là 16, cao là 4 nha mấy anh chị. 16 cao 4 nha. Mưa tượng thắng này. Rồi cái này em có được 9 chung nha mấy anh chị, 9 chung hoa trà nha, hoa trà 9 chung, em có 9 chung trà hoa trà nè. Rồi 9 chung này em bán cho mấy anh chị là 15k một chung nha, 15k một chung lên giúp em mã là 15 luôn nha, mã 15 sạc số cái giùm em đi. Mã 15 sạc số cái giùm em, mã số 7 em chốt cho chị trà đắng á. Mã 15 nha mấy anh chị, hoa trà nha. 15k một chung, em có được 9 chung mấy anh chị lấy rồi lên giúp em mã 15 sạc số cái giùm em. Thank you.
em có một cái hũ đựng trà nha mấy anh chị. Hũ này đựng trà, đựng trà, đựng đường gì đây, hoa trà. Dạ, bông trà sa cừ. Bông trà sa cừ xanh vậy. Hàng Noritake nha, Noritake. Rồi cái hũ trà này em bán cho mấy anh chị là 90 lên giúp em, mã số 9 đường kính 7 nha mấy anh chị, cao là 6.5. Mã số 9 90 nha. Mã số 9 90 nha mấy anh chị, hàng Noritake nha. Noritake đỏ. Mã số 9 90. Còn hai của em còn vàng kè. Em chào chị Dung ạ. Dạ số 9 em chốt cho chị Duyên ạ. Rồi em lên một cái dĩa con cá nha anh chị. Đây. Dĩa con cá nha, rất là to. Bằng thủy tinh nha anh chị. Cái này mình để được một dĩa bút bủ là ok luôn. Đường kính nó là 39 nha mấy anh chị, ngang con cá này là 32.5 nha. Rồi con cá này em bán cho mấy anh chị là 150 lên giúp em mã cá. Mã cá nha. Dạ chị 8 thang còn đó thì comment giùm em lên đòi cho chị xem luôn nha. Mã cá 150. Con cá này rất to nha mấy anh chị, để được một dĩa bủ là ok luôn. Dạ bột trà sà cừ đó hả? Bột trà sà cừ đó có làm có 5 set, nhưng mà có một set là cái đĩa nó thiếu một cái đĩa, em lấy một cái đĩa xanh khác em ghép vô. Bột trà đó em bán 550. 500 đi, 500 nha. Bột trà đó bán 500. 500 có bị hố không ạ? Tôi chuẩn bị lỗ luôn. Mã cá nha anh chị, mã cá nha, 150 con cá này. Con cá này về mình lấy cái đĩa, lấy cái đồ để cái cây để đĩa anh chị, để lên đây mình chân cũng thành con cá luôn, khỏi cần xài. Dạ. Nói chung là đồ của em giữ một tuần, hôm nay có mấy anh chị là mấy cái đơn này là của mấy anh chị kia chốt rồi mà. Em chốt đơn á thì hồi lúc em chưa chốt đơn á thì nhắn tin hối, em chốt xong rồi im ra biệt tích luôn, nhắn tin không đọc tin nhắn luôn. Rồi chén ngũ sắc nha mấy anh chị. Rồi em cảm ơn chị Trà Đắng á. Bộ cà đó 500 nha chị Trà Đắng, nếu mà lấy thì em xưa chị xem thì em đem qua cho chị xem nha, nó có 5 set. Đây này, đó chị có về có hũ đường nữa, là cái bình, cái ấm trà rất lớn, viền vàng luôn, nắp nó dạng dáng Âu luôn. Rồi chén này em bán cho mấy anh chị là 60k một cái nha, lên giúp em mã là mã chén nha. Mã chén nha mấy anh chị, 60k một cái mã chén nha, chén ngũ sắc nha mấy anh chị. Chén ngũ sắc 60k một cái. Em có được 5 cái, bộ này em có được 5 cái nha. Rất là đẹp. Siêu đẹp luôn. Có triện luôn. Cái triện nó đẹp lắm nha mấy anh chị, nó triện có ký với chữ L với luôn. Lên giúp em mã chén á. 500 lấy ra đi. Rồi cặp này em bán cho mấy anh chị 170 nha. 170 lên giúp em mã là 17 nha. Mã 17 170 cặp tô này nha. Đường kính nó là 15 năm, cao là 5 nha. 170. Mã là 17 nha. Tô này viền còn đẹp nha mấy anh chị.
Mã 60 là gì? Mã chén em chốt cho chị trà đắng á. Bộ chén đó là còn rất là đẹp nha anh chị. Bộ chén nó còn mới, Ken chưa qua sử dụng luôn. Chén nó có chim đồ đậu trên cành đẹp lắm. Cặp tô này còn mới Ken nha, viền sikula nó chưa có phai luôn. Đây chuyện vuông. Đây, cặp rất đẹp. 185k một cái. Bấm lia lịa đây, nó là đĩa cùng bộ nha. Nó này được bốn set như vậy, viền vàng tay vàng luôn, có tiện mập đầy đủ nha. Này, cái ấm này rất đẹp rồi, cái ấm này là dáng Âu là quá đỉnh rồi. Bây giờ có tống trà xanh với cái đồ rót xanh nữa là quá đẹp luôn. Rồi, ok luôn. Em kiểm tra từng chi tiết nha. Cái này là nó lõi men nha, nha chị. Cái này nó lõi men một bên cao bên thấp chứ không phải mẻ nha. Của cái ấm này sao cái chữ xanh, coi chữ đỏ. Ủa cái bình này bình ghép mà. Bộ này ghép rồi chị trà đắng ơi. Giờ lật cái nít lên thấy cất lớp rồi. Đây. Rồi chị lấy để chị 500 nha. 500 nha chị. Ấm này nè. Rất là sang. Chữ đỏ. Có một đĩa là ghép. Đĩa này nó thiếu đĩa nhưng mà nó cùng, nó cùng công ty luôn. Nhưng mà nó khác cái tiện thôi. Dạ đường kính nó là 15 năm hay 15 hay 17 gì vậy. Đường kính nó 15 năm nha chị, 15 năm. Cao là 5 nha, 15 năm cao 5. 15 năm cao 5. 15 năm. Nói chung nó cũng bằng cái tô, cái này là mình đựng thịt kho đồ quá đẹp rồi. Đây mấy anh chị nè, có chim bộ trà chim hẹp này, bộ trà sờ cừ nha. Sao mình pha xuống muỗng với cái rồi. Nó không sợ luôn à. Nó bị lầy luôn rồi. Bộ trà chim hẹp nè mấy anh chị. Quá đỉnh, dạ em cảm ơn chị Thanh Loan ạ, chú Thí Loan ạ. Con chim hạt, hai con chim hạt bay nha, hai con chim hạt bay dễ nổi, trên là viền sà cừ luôn, ly sà cừ chuyện đỏ, chuyện vuông luôn nha mấy anh chị. Rồi bốn cái này em bán cho mấy anh chị là 100, lên giúp em mã số 10 nha. Mã số 10 100. Các cái gì? Ủa chị có lấy không? Mã số 10 100, 4 cái ly con chim hạt bay nha mấy anh chị. Hạt sạc từ. Có cấp. Dạ. Hồi xưa hả? Hồi xưa em có mấy cái anh, không mất tiêu rồi, mới để đâu rồi. Em có mấy được mấy cái dĩa răng cưa với mấy cái dĩa mình làm. Có cấp không? Là gì? Có bộ ở dưới và bán lại 15 triệu. Bộ mua rồi á, giờ bán lại 15 triệu. Dạ mã số 10. Mã số 10 là gì? Dạ mã số 10 em chốt cho chị trà đắng.
anh ông ly anh hả? Ly anh nằm dưới á, để đó đi, vài bữa tôi lấy về tôi like cho. Rồi một cặp tô ngũ sắc nha mấy anh chị, cặp tô ngũ sắc đỏ nha. Đây bữa nào đi xe lên đây đi tôi bán chứ bây giờ tôi không có đem like. Thế chứ mấy cái ly anh đang chơi sưu tầm chơi đâu có bán đâu bà chị. Một cặp tô nha mấy anh chị, cặp tô đỏ nha, cặp tô phun thê nè. Cặp tô này từng rồi em có like rồi nè, khách chốt rồi luôn, nhưng mà hôm nay em lấy em like lại luôn nha. Rồi cặp này em bán cho mấy anh chị là 320k, lên giúp em mã 32 nha, cặp tô phun thê mã 32 320k nha. Mã 32. Đường kính nó là 16 năm nha mấy anh chị, cao là 5.5, cái tô lớn là đường kính 20 năm, cao là 7 nha. Cặp này em bán cho mấy anh chị là mã 32 320 nha. Dạ, 32. 32 em chốt cho chị 8 thang ạ, chị Ngọc Thân sao nè. Dạ một cặp tô 107 em chốt rồi, bộ trà xà cừ 500 ok. Rồi em còn một cái tô này quá đẹp luôn. Nói chung là cái tô này từng rồi cũng có mấy anh chị chốt nhiều lắm, mà em không nhớ để mình bóc lại, hôm nay em đem lên lại luôn nha. Đây nha mấy anh chị. Rồi cặp tô này nó có ba khung nha, một khung đen nè, con bướm, khung là hoa này đó, một khung là vàng nha, một khung vàng, nó có ba khung, trong lòng nó có một chậu hoa chính giữa luôn, dễ nổi toàn bộ tiệm vàng nha mấy anh chị. Rồi cặp tô này em bán cho mấy anh chị là 470k, lên giúp em mã là 47, đường kính nó là 22, cao là 8 nha, mã 47 nha mấy anh chị. Mã 47 giúp em nha. Từng rồi like rồi, chốt rồi, im re, hối ít rồi, nay im re đem lên bán lại. Mã 47 giúp em nha. Cái tô này là quá đỉnh luôn nha mấy anh chị. Có con bướm bay luôn. Ủa còn cái tô đẹp nữa rồi ta. Dạ 47 em chốt, chị 8 thang nè. Bộ trà xà cừ 500 đúng rồi. Trừ xà cừ là cái bình ghép nha anh chị. Này làm xanh coban nha, làm xanh coban, nó cũng có ba khung, một khung có vẽ con chim phụng bay nè, nó con chim phụng nha, một khung là hoa đào, mẫu hoa hoa mai hoa đào gì á đó. Một khung đây là hoa mẫu đơn, cái này hoa trà chứ không phải hoa mẫu đơn mấy chị, hoa trà, chuyện là chuyện xanh nha. Rồi cái tô này em bán cho mấy anh chị 280, lên với em mã 28. Mã 28 nha mấy anh chị, bán cho mấy anh chị 280 nha. Mã 28 nha, tô làm xanh coban đây. Rất là đẹp. Cái gì vậy? Rồi. Thẳng lên lên mấy, hết. Lên cho tô cái chén mấy cái tô lỡ này luôn mấy chị. Rồi cái tô này em cái này chén lỡ nha, chén lỡ em bán cho mấy anh chị cái này là 75k, lên giúp em mã số 7, đường kính nó là 13, cao là 5.5 nha. 75k mã số 7 giúp em. Còn mấy cái bán hết luôn. Mã số 7 nha mấy anh chị. Có tô Narumi không ạ? Hàng Narumi giờ chị hỏi em tô em cũng không nhớ. Không nhớ luôn. Đây em có hai cái nền xanh coban.
Để chút từ từ em xem có không nha chị. Nói chung là có narumi mà không biết có tô hay không. Chuyện đó là chuyện vàng nha mấy anh chị, chuyện vàng. Trong là nền xanh coban nha, hoa mẫu đơn. Đây, có hai cái nha, nhìn sô cô la luôn. Rồi hai cái này em bán cho mấy anh chị 108 lên giúp em mã 18 nha. Mã 18 108 nha mấy anh chị. Đường kính nó lọt lòng lòng 13 năm, eo là 3 nha. Cặp này là quá đỉnh luôn. Quá đẹp luôn mấy anh chị. Chị nào hỏi em ba cái gì, hỏi đĩa xưa nè. Em nhớ có một cái nó bị răng răng không biết thế nào này. Đây đĩa xưa nè. Hoa đào. Hoa đào có chim đồ đậu luôn. Cốt nó là già dặn không anh chị. Cái chỗ này có một cái này là nó bị nó lỗi men như vậy nha mấy anh chị, nó lỗi men nó nứt nứt như nè, nhưng trong lòng thì không thấy nha, trong lòng thì không có. Rồi ba cái này em bán cho mấy anh chị là 100 150 luôn, lên với em mã 15 150 luôn, 50k một cái nha mấy anh chị. Năm mươi k một cái, đường kính nó là 15 năm, cao là 3, 15 năm cao 3, đẹp già dặn nên xưa. Rồi ba cái tô này em bán cho mấy chị là 140, tô lưới nha anh chị, 140 mã 14, mã 14 giùm em nha. Tô lưới truyện mộc, truyện chữ ký rất là đẹp nha mấy anh chị. Và nhận luôn. Đường kính nó là 14 xăng, cao là 7 xăng nha. 14 cao 7. Đây mấy anh chị, tên miệng nó nhìn cánh sen nha. 140 mã 14. Mã 14 nha mấy anh chị, tô lưới luôn. Đây một cái lọ, cái này bình bông này có, tôi nhớ có cái gì nữa mà không có ly gì. Bình bông dễ nổi nha mấy anh chị. Nó dễ hoa đào nổi, cộm tay luôn. Đây nó dễ đẹp cực kỳ luôn mấy anh chị. Chuyện đó là hai chuyện luôn nha. Rồi cái bình này em bán cho mấy anh chị là 45k, 40 luôn đi. 40 mã 4 nha. 40 mã 4. Bốn chục mã 4 nha mấy chị, 40 mã 4. Ly chân cao, đây hoa dễ nổi, hoa này hoa đồng tiền, hoa cúc đồng tiền. Đây ly chân nó cao vậy đó. Rồi bốn cái này em bán cho mấy anh chị 80 mã 8. 80 mã 8 nha. Mấy anh chị. Chuyện đó. Bốn cái. Rồi có cặp ly, cặp xích trà hoa, hoa này hoa nổi mấy anh chị, hoa này hoa trà, hoa trà đây. Đây. Rất là đẹp không, nhẹ nổi nha, lá vàng, cặp xích trà, một màu tím nha mấy, một màu tím một màu hồng nha, một màu tím một màu hồng đây. Rồi cặp này em bán cho mấy anh chị là 70 mã 7 nha, 70 mã 7.
35k một set nha mấy anh chị. 35k một set nha. Siêu đẹp luôn. Lá dễ dàng. À, 7 giúp em nha. 70 bảy em chốt cho anh Bảo Sơn ạ. Thằng cam sai nha mấy chị, thằng cam sai của Nhật. Ở dưới có đóng chị da băm luôn nha. Đĩa vàng rất là đẹp. Này. Cam sai. Này đĩa vàng chưa phai nha mấy chị, viền vàng nó chưa có phai nha, cái chén đó nè. Chén lùng. Chén dạng lùng nha mấy chị. Xưa. Rồi cặp này em bán cho mấy anh chị 80, lên với em mã 80 luôn. 80 mã 80 nha. 40k một set. 40k một set nha mấy anh chị. Rất là đẹp. Điện vàng luôn. Dạ mã 7 chị Duyên sao. Cái này là bông bông hoa trà nè. Này chắc hoa trà mi quá. Chị dễ dàng, ở dễ bông dễ nổi hết nha mấy chị, không dễ nổi gì vàng luôn nha. Rồi xếp này em bán cho mấy anh chị 30 mã 3 nha. 30 mã 3. Trà luôn, hoa trà mi hay gì á. Cái này nhìn giống hoa trà mi tại em đang trồng hoa trà mi. Rồi mã 3 em chốt cho chị trà đắng á. Cương Vũ sao ạ? Em có bệnh hả? Đâu có duyên dữ vậy. Rồi là bột bình trà này là full hộp nha mấy chị. Bình trà này nó còn full hộp luôn này nha. Đây. Mình nó ấm vỏ hộp nó nha. Bình này là lọc lưới nha, lọc lưới. Lọc lưới trên đó có nền đi nắp gì nha. Có lọc lưới dưới. Dạ mã 3 chị Chiên sao ạ? Cái nắp này nè mấy anh chị, nắp này nè nó có cẩn một lớp như, giống như một lớp ron vậy, nó bằng nhựa nha mấy anh chị. Đó. Đó ở trên đó nè, nó cẩn một lớp như một lớp nho ron bằng nhựa vậy. Cái lưới này nó có cái gờ nha. Ủa rắn làm sao, cái miệng bình nè, miệng mình nó có hai cái gờ để cái lần để cái lưới vô xoay qua cho nó không rớt, xoay qua không rớt nha. Rồi cái ấm này em bán cho mấy anh chị là 120 một ấm nha. Mấy anh chị lên giúp em mã 120. Mã 120 giùm em nha. Mã 120 120 một ấm, em có được 3 ấm nha. Mấy anh chị nào lấy thì lên giúp em mã 120 và sẹt số cái giùm em nha. Mã 120 sẹt số cái giùm em nha mấy anh chị. Đem lên một cái gạt tàn nha mấy anh chị, cái gạt tàn siêu lạ luôn, siêu độc luôn. Đây có hai cái hộp trai nè, đó hình đó là hình một cái dạng như một cái ao tắm gì không chị? Chiếc lá nè, giống như một chiếc lá vậy nha. Hình dưới nó có hai cái lỗ nha, ở trong chính giữa là nó có tiền nha mấy anh chị, trong chính giữa nó có tiền như chỗ này nha. Rồi cái gạt tàn này em bán cho mấy anh chị 180k, lên với em mã là 180 nha. Đường kính nó là 23, ngang của nó là 10 10
13 nha mấy anh chị. Cao cái đầu là 4.5, cái đuôi là 5 nha. Mã 180 giúp em nha. Mã 180. Cái gạt tàn này là siêu độc luôn. Về hút thuốc coi chừng trúng độc luôn. Mã 180 giùm em nha mấy chị. Siêu độc. Còn mới kem chưa qua sử dụng nha. Điện nó nằm xuống giữa. Một cô gái đang nằm ở trên cái bờ hồ, giống như cái bờ hồ để mình tắm nha. Có một cái tầng ngũ sắc nha mấy anh chị, tầng lẻ em bán luôn cho mấy anh chị luôn nha. Đây, ngũ sắc hoa đào có kim chỉ luôn. Mấy anh chị nào có cái thố mà giống vậy mình lấy về mình làm thêm một tầng nữa, đường kính 14,8 xăng, cao là 5.5 nha. 180 chốt cho chị Trà Đắng á. Rồi cái thố này em bán cho mấy anh chị là 50k lên giúp em mã số 5. Mã số 5 50k nha. Mã số 5 nha mấy chị, 50k. Về cho ông chồng hút thuốc. Mã số 5 50k nha mấy chị. Này mấy chị nào có cái tại số tầng này mình lấy thêm một tầng nữa là mình được thêm một tầng nữa. Em có một bộ combo luôn nha mấy chị. Bán cho mấy chị nguyên bộ combo này luôn. Cái này là để cái này mà nếu có bộ mấy anh chị nào có một ly này nữa nó quá đỉnh luôn. 5 cái dĩa nha, hoa trà 5 cái dĩa hoa trà 2 triệu luôn. Dĩa nó có hình cánh sen như vậy mấy anh chị. Rồi 5 cái này em bán cho mấy anh chị là 140 nha. 140 một cái ấm trà là 150 nữa. Cám trà 150 chuyện nắp nha mấy chị, lọc gớm nha. Còn mới chưa qua sử dụng luôn. Là 490. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là cái này là cái lọ cắm bông gì nè mấy anh chị, mình cái bình rượu sake hay gì. Rồi em bán trọn bộ này là 550 luôn nha. 550 mấy anh chị nào lấy thì lên giúp em mã 550 nha. Mã 550 nha mấy anh chị. Quá đẹp. Trọn bộ luôn. Đúng không? Trăm rưỡi sao như vậy? Ủa, 140 với 150 là 290, với này 350. 350 nha mấy anh chị, mã 550 350 chứ. Trời ơi, tính ăn gian thấy gớm luôn. Trọn bộ này 350 nha chứ không phải 550, mã 550 350 nha. Ấm. Thì không nhắc giùm em. Trời ơi, tội em luôn. Cái bữa em gửi hàng chị không nhắc, em đâu nhớ đâu. Em nhớ là em đem theo cho chị luôn rồi. Thôi đi, bữa nào em đi ngang em gửi cho chị. Một cái gạt tàn nha mấy chị. Hàng Paris nha. Đó có cảnh nè. Rồi cái gạt tàn này hôm trước cũng có nhiều anh chị giành giật với nhau nữa nè. Rồi gạt tàn này em bán cho mấy chị là 40. Mã là mã Âu nha, 40 mã Âu. Mã Âu 40 nha mấy anh chị. Dễ nổi siêu đẹp luôn. Màu hồng với màu trắng. Mã Âu nha. Đây là hàng của Lưng Đôn nha mấy anh chị. Hàng Lưng Đôn. Dạ em chào chị Nguyễn Kim à. Hàng Lưng Đôn nha, tiệm vàng. Đây. 5 cái chung trà còn mới ken luôn nha mấy anh chị. Rồi 5 chung này em bán cho mấy anh chị là 250 lên giúp em mã là 25. Mã 25 nha. 50k một cái nha mấy anh chị, hàng London nha.
có lường đường. Dạ tô ông và chị em chỉ có tô em có một cái một, em có được ba cái tô trung trung mà không có tô lớn chị. Mã là mã 25 nha mấy chị, mã 25 nha, chuyện gì em bên bôn luôn. Chồng miếng lát cái ngảm đậu nó quá. Thì để mua hai cái án nó vô đang mang vô đây vậy đó. Con rồng què trên kệ gần lọ hoa bằng bằng gì vậy? Của chị Lan Hương chỉ bình luận nào cho mình trên đây cũng thấy rồi. Ủa, mới bình luận dành trong đây chứ. Chị chưa vẫy tay, quay tay mang chốt cho chị kế tiếp luôn. Con rồng trên kệ gần thấy không? Dạ làm bằng đất chị, bằng đất nung nha. Cái con rồng trắng trắng đó, xanh xanh đó là con rồng à. Rồng à, ôi sao không được nữa. Rồng làm à, nó bằng cái bình rượu. Nó là một cái bình rượu nha. Nghe chị Hương. Nó là một cái bình rượu. Đây mấy anh chị nè, có ấm trà này nè. Đây em đang có một hũ đường nha, đường vàng nè, hoa đó nè mấy anh chị. Cái này thì em có ấm nhưng mà em có đủ 5 xét nha, có đủ 5 xét, có đủ 5 xét nè. Rồi vàng vàng luôn. Rồi bộ này em bán cho mấy anh chị là 250, 5 xét với một hũ đường nha. Mã là 250 nha, mã 250 có 5 xét và một hũ đường. Mã 250 gì dạ để em đem xuống cho chị xem ạ. Mã 250 nha. Này mấy anh chị đã có ấm trà, có ấm trà là được nguyên bộ luôn. Đây con rồng nó có cái nút đây nè. Cái này là một cái bình rượu trà bá con rồng luôn. Nói rồi cái nút tốt luôn, nút dài. Rồng này chưa qua sử dụng luôn nha chị, rồng này còn mới kem, quá đẹp luôn. Chất ức nè. Đây là nó có cái này làm như cái đuôi nó hay gì á, cái móng gì nữa. Đây. Làm một con vậy. Rồi con rồng này em bán là 550 nha, 550. Chị Lan Hương lấy thì chị Lan Hương cần lên giúp em mã là 550 nha, 550. Cao là 29, tới cái chóp này luôn là 29 nha. Cái đầu nó là dài là 14. Cái bụng nó là 23. Ngang của nó là 10. Năm trăm rưỡi. Còn một bình xà cừ nữa kìa. Rồi. Chị Lan Hương nè.
Dạ thầy cũng thích cháu ạ. Chị Xuân Hồ. Dạ chị Lan Hương, nếu mà chị Lan Hương không comment thì em chốt cho thầy Phúc thích nha. Rồi xóa đi thầy Phúc thích, tại chị Lan Hương hỏi nha cho thầy Phúc thích. Chị Lan Hương hỏi cho nên ưu tiên cho chị trước nha thầy. Cảm ơn chị Sen Hồ ạ. Dòng nó phải bình luận. Em còn con rồng với cái đâu cái hình nuôi em. Em còn con rồng đất nè mấy chị. Đây con rồng đất nè. Con đất đỏ. Đó em còn một con rồng đất đỏ. Dạ sao nãy chị Lan Hương chị hỏi rồi thầy Phúc thích cho nên em thấy chị comment em nói. Em mới nói chị Lan Hương không chốt thì em chốt cho thầy. Đường kính đó là 29 nha. Cái mỏ tới cái đuôi là 26. Cái đuôi cao là 19, cái đầu là 19.5. Ngang của nó là 9.5. Đây nó có một cái dòng ký luôn. Rồi con rồng đất đỏ này em bán là 350. Mấy chị nào lấy thì lên giúp em mã là mã 350 nha. Mã 350 con rồng này đất đỏ còn quá đẹp luôn. Nó ngậm trái châu nha mấy chị. Cái móng nó là đang cầm một cái châu nè. Đó, đang cầm một cái châu nha. 350 nha. Mã 350 giúp em nha. Dạ, rồng kia bằng rượu, bình rượu, con rồng này là rồng chinh. Dạ, 350 em chốt cho thầy Phúc thích ạ. Dạ. Rồi. Đây. Một cái chú hề này là một cái sông trầm nha mấy chị. Cái này một chú hề nha. Nó lủng lỗ nè, nó một cái sông trầm nha. Đây, đó là một cái sông cầm. Đây. Chú hề này để em đo đường kính cho mấy chị nha. Đường kính cái chú hề này là 13 năm nha mấy chị. Cao là 18 nha. Đây. Cao là 18, nó rất là to. 13 năm mà nhân cho 2 là nó 26 hả? Đó. Nó còn số seri đồ luôn dưới đây nè mấy anh chị, số mã vạch seri đồ luôn dưới đây luôn. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 380. Mấy anh chị nào lấy thì lên giúp em mã 38. Mấy anh chị nào yêu thích thì lên giúp em mã 38 nha. Đây. Thật sự gói mấy cái này cũng hơi bị cay lắm đó mấy anh chị. Mã 38 giúp em nha. Đây cái bộ sạc từ cái đâu mấy cái này. Đủ ly đủ dĩa không? Dạ. Chú hề. Dạ mã 38 à. Mã 38 chốt cho chị Lan Hương à. Thầy Phúc thích sao nha. Mấy chị nào ở trên ốc không ta? Ốc này không biết để làm gì á. Con ốc này là của em khui trong công Nhật ra luôn nha. Mà không biết là ốc này đó đó. Không biết là bản nó làm cái gì. Cái này về mình trồng cây cũng đẹp lắm anh chị. Trồng cái cây vô đây nè. Rồi con ốc này em bán cho mấy anh chị em đăng ký bán luôn ký ốc luôn. Con ốc này em bán cho mấy anh chị 50 nha. Mã ốc nha, 50 mã ốc. Đường kính nó là 12 nha mấy anh chị. Cao nó là 15 nha. Mã ốc như cái này chứ về để về là mình để cái chén hay gì lên á. Trồng cây là quá đẹp luôn. Mã ốc nha mấy anh chị 50 nha, mã ốc. Ốc này là siêu đẹp luôn mấy anh chị. À, mã ốc, ốc em chốt cho chị Sen Hồ ạ.
Thầy Phúc Thích sao rồi? Thầy Phúc Thích hôm nay bạn chậm quá. Rồi còn mấy anh chị nào có yêu sông trầm này không? Hôm nay thấy sông trầm yêu chuộng quá, sông trầm bằng sắt nha. Và hình con rồng. Hai con rồng bay nha mấy anh chị. Một con rồng chứ một con rồng bay. Con rồng bay nha. Có chuyện như đây luôn. Rồi cái sông trầm này anh em sale cho mấy anh chị là 150 luôn. Để chặt chỗ quá. Và mã ốc em chốt cho ai luôn nè, cho chị Sen Hồ rồi à. Vậy để cho thầy ốc. Em không thấy comment của thầy. Sorry thầy ốc á, thầy à. Cái sông trầm này em bán cho anh chị 150 mã 150 luôn nha, em sale cho anh chị 150 mã 150 luôn nha. Mã 150 sông trầm con rồng nha. Cái này nó nặng 1,2 kg luôn mấy anh chị, 1,3 kg. À, lên cặp kỳ lân luôn, đúng rồi, bán luôn, bán cặp kỳ lân luôn, bán con ếch. Đây. Dạ 150 là em chốt cho thầy Phúc Thích là anh Bảo Sơn sao nha. Đây cặp kỳ lân nha mấy anh chị. Một con hạ họng với một con ngậm miệng nha. Em không biết cho nó tượng trưng ở bên người Nhật là hai con kỳ lân, một con hạ một con ngậm là sao, em cũng không rành đâu mấy. Nó cao là 10 nha mấy anh chị, cao là 10 nha. Nó dài xuống tới cái đuôi là 11 và 10.5. Đó, ở dưới nó có cái lỗ vậy nè mấy anh chị. Để cho thầy gặp kỳ lân. Rồi để cho thầy cặp kỳ lân hả? Đang cặp kỳ lân nè. Nói em để cho thầy coi xem trước nha. Em báo giá. Rồi cặp kỳ lân nếu mà thầy lấy em bán 400 mà thầy lấy em để cho thầy 350. Thầy lấy thì ok giùm em nha. Cho thầy Phúc Thích. Lấy thì ok giùm em. Đây. Cái phần cặp đó đây luôn. Phần cặp mua like chưa? Rồi ok, kỳ lân. Dạ. Rồi. Em chốt cho thầy kêu đến thầy là chị Sen Hồ. Thôi nhường cho thầy đi chị Sen Hồ ơi. Nhận cho thầy đi, thầy Phúc Thích đem về để trong chùa đi thầy. Đường kính 13, ngang của nó là 10.5, cao của nó là 15. Đây có cái nắp đậy luôn nha. Nguyễn Phúc Thích hỏi trước nhưng không gì, không chịu để thầy nhé. Dạ rồi ok. Không tí không bị đó, có cái sông trầm này nghe mấy anh chị. Rồi cái sông trầm này em bán cho mấy anh chị là không bán 1 triệu thôi. Rồi bán cho mấy anh chị 850 luôn. Mấy chị nào lấy lên giúp em mã 850 nha. Sông trầm này dạng cổ nè mấy anh chị, nó giả cẩm thạch nha. Nó có 4 chiếc nhìn rất là sang, nó nặng lắm nha mấy anh chị, 850, 1,6 kg. Gì? Quá là sao? Mèo nó xấu quá chị Lan Hương ơi.
này nó cái đo nhiệt độ nó bị cái đo nhiệt độ nó là nó bị liệt rồi mấy anh chị, nó bị sụi rồi. Cái này thì em không biết sửa, em thua rồi. Đây, cái này là đo nhiệt độ nha, nó có bao nhiêu độ C nè, 30 nè, 20, 10, 0, 1, 50 độ C nha mấy anh chị, nhưng mà nó bị liệt rồi, nó bị rớt sao, bị lỗi á. Chứ cái này mà còn đo nhiệt độ được là ok lắm nha mấy anh chị. Chị Lan Hương hỏi con mèo này hả chị? Con mèo chuông này hả? Phải không? Con mèo này là chuông gió, con mèo này là nó treo lên nó kêu á. Có cái giấy như này. Để con mèo này nãy em bán 100 á. Mèo đấy 100 á, chị lấy thì lên với em mã 100 nha. Dạ cái sông Cầm luôn chị Kim Nguyễn, chị Sa Kim Nguyễn. Cái sông Cầm luôn nha, cái đó cũng là sông Cầm. Cái này là cao 17 nha mấy anh chị, cao 17. Ngang của nó là 10. Ngang của nó là 5, dài là 10 nha. Đây. Đây. Một cái tượng này rồi, cặp này em bán cho mấy anh chị 150 nha, nó bị hư cái này nha mấy anh chị, nó bị hư cái nhiệt độ, em bán cho mấy anh chị 150. Mã là 15. Mã 15 150 nha. Tự nghe em hỏi mà là sao? Trời giờ hỏi em hỏi nào trời, nãy giờ thấy comment đâu. Là cái sông Cầm hồi nãy em lên rồi á chị, cái sông Cầm 150 á. 850 là cái sông Cầm. Cái sông Cầm đó là nó dạng giống như đồ cổ, đồ từ xưa á mấy anh chị. Cho nó hình mắt. Nó trên nó có một trắng đó giá. Đây. Rồi mã mèo em chốt cho chị Sen Hồ nha. Nó bằng gì ta, bằng gớm giống như dạ cẩm thạch vậy á. Cái này nhiêu? 150, mã 15 em chốt cho chị Tập Quán Nhà Bơ. À chị Tập Quán Nhà Bơ ơi, cái bộ có bộ xét trà hôm bữa dành dịch với chị rồi chị ơi. Trời ơi yêu quá trời đi. Dành dịch với chị xong rồi em tính chụp hình cho chị mà em ngại quá, giờ em hỏi chị coi chị có lấy thì em đem lên cho chị xem lại. Dành dịch với chị xong rồi sáng còn nhắn tin cho em là chốt đơn cho em đi, em chốt xong rồi nó mất tiêu luôn, không đọc tin nhắn luôn. Nó nguyên một cái, nó giống như một cái khối, nó bằng chất liệu nó làm như bằng gốm, nhưng mà bằng gốm này là gốm nó giống như dạ cẩm thạch vậy đó, dạng như cẩm thạch dạ đá vậy đó. Cái này em nghĩ chắc bằng một khối gốm mà một khối đá gì nó tráng men vậy nè. Dạ chốt đơn xong rồi em nghe luôn. Cao là không mua gì. Đường kính nó là 15 nè chị. Ngang của nó là 13 năm. Ủa dài 13 năm, ngang của nó là 10.5. Nó có cái nấm ở trên bằng một hoa mẫu đơn. Cái này mình bỏ cái hương trầm vô trong á. Bỏ cái hương trầm mình để trên cái bàn thờ tổ là quá đỉnh luôn nha. Cái này là quá đỉnh luôn. Cái này dạng xưa nè. Quá đỉnh cái một hương trầm này luôn. Bỏ cái hương trầm lên cái bàn thờ tổ mình, để cho bàn thờ tổ. Dạ rồi để em đem lên cho chị xem lại cái bộ trà đó. Dạ thạch cao là không mua nha. Dạ mã 15 chốt cho chị Tập Quán Nhà Bơ rồi chị trà đắng. Ủa sao cái xét này cũng để xanh.
Nha. Rồi là trời. Giành giật. Khổ ghê nhóm. Bởi vậy có những anh chị muốn mua thật lòng là mua không được, còn những anh chị mà mua không được thì có mua mà chốt đơn không lấy thì lại mua được mới lạ chứ. Dạ bữa em like 1 triệu á chị, mà nay tại em sale luôn 850 luôn. Cái đó là 1 triệu đó mà em bán 850 luôn. Em báo giá cho ông anh kia 1 triệu luôn. Ông cũng im re luôn, dạ em bán 850, ông chửi em chết luôn. Đây anh chị, 350 nha, có một đĩa là tiện xanh Narumi nha, tiện xanh. Còn 4 set này là tiện vàng hết nha. 4 set này là cái đĩa tiện vàng, một đĩa tiện xanh nha chị. Nói chung còn mới 100% chưa qua sử dụng. Tay nó còn vàng, ngủ vàng kèo luôn. Rồi em lên một cái con ếch. Đây mấy anh chị con ếch này, nay không biết cái ếch này chắc không biết bỏ trầm gì á, trầm nhuyễn quá. Đây. Nói con ếch, cái này em nghĩ cũng là một cái sông trầm nè. Hàng của Italy luôn nha mấy anh chị. Made in Italy luôn nha. Đó. Con ếch này. Có hai con mắt đen. Rồi con ếch này em bán cho mấy chị lên giúp em mã ếch, em bán cho mấy anh chị là ếch này em bán cho mấy anh chị là 90 mã ếch nha, 90 mã ếch. Dạ rồi ok, em chốt cho chị sao Nguyễn Kim cái đó. Cái đó chị về chị để ở dưới là chắc cũng kiếm cái nữa cũng hơi bị hiếm á. Mã ếch 90 nha mấy anh chị, cao cái mỏ nó là 7.5 nha, cái đuôi nó là 5.5. Mã ếch nha. Hàng của Italy luôn. Rồi ếch em chốt cho chị sen hồ ạ. Thầy Phúc thích sao ạ? Ba trăm rưỡi. Ủa chị tập quá nhà bơ đôi ra ta không thấy chuyển lên comment gì vậy? Dạ cái bộ đó em chưa thể nào chốt cho chị Trà Đắng được nha chị Trà Đắng. Sorry chị nha. Rồi em có nằm chung cà nắp nha mấy anh chị. Dạ chị sao, chị Kim sao rồi ạ? Mã hết chị Kim sao nha. Đây. Mạng chậm quá. Rồi này em có được 5 chung. Rồi 5 chung này em bán cho mấy anh chị là 30k một chung đi. 30k lên giúp em mã 30 luôn. Mã 30 nha. Mã 30. Dạ em chào chị Ngân Lâm ạ. Mã 30. Mã 30 mấy anh chị của mình còn cái tượng gà luôn. Dạ có thấu nắp ăn mì không ạ? Để em coi còn không chị? Làm như em còn nhớ còn hai cái mà nó không biết ăn mì được không? Đây mà bác già Noel nha mấy anh chị. Mang quần sao là một túi quà gì đó. Cái này mình để mình cắm này, cắm bông hay cắm tâm ta? Tâm biết nó hộp không á. Em nghĩ không biết cắm tâm nó hột luôn nha, chứ cắm bông là ok luôn á. Nó bị cái đế dài nó bị mẻ chút nha mấy anh chị. Nói chung nó cũng tóc tóc chút nè, đó. Tóc cái chỗ cái quần sọc đỏ của ổng nha. Rồi mấy anh chị nào yêu thích này mã già Noel nè, mấy anh chị lên giúp em mã là mã Noel nha. Bán cho mấy anh chị em già Noel này 50 mã Noel, đường kính cao là 10, cái túi là 7.5 nha, ngang của nó là 7. Dạ chốt ai cũng được hả?
Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị ngân ạ. Mã là Noel nha mấy anh chị, mã Noel nha, quá đỉnh luôn. Còn trang phí này like luôn. Xét hoa dây leo nha, hoa dây leo tay số 8. Chị thích vặt con vặt à? Đây mấy chị, hàng này là của NT Web V Not, hoa dẻ, hoa dây leo dẻ bò, dễ dàng, dễ nổi, dễ dàng hết nha mấy anh chị, rất là đẹp nha. Tay số 8 luôn. Rồi cặp này em bán cho mấy anh chị là 90, mã là số 9 nha. 90, mã số 9. Dạ số 8 là cái gì? Noel em chốt cho chị Sa Nguyễn Kim ạ. À, số 8 là chị Duyên chốt, mã số 8 là gì ạ? À, cái này là mã số 9 nha mấy anh chị, mã số 9 nha, 90. Rất là đẹp nha mấy anh chị. Bộ này là quá đẹp luôn thôi. Cặp dĩa nó dẻ trong lòng mít chịch luôn. Rồi số 9 em chốt cho chị Duyên nha, chị Ngân Lâm sao ạ. Rồi em có một cái bình rót với một cái hũ đựng sữa nha mấy anh chị. Rồi cái bình rót với một cái hũ đựng sữa, đựng gia vị, cái này đựng gia vị quá, đựng gia vị quá. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị 60, lên giống em mã 60 nha, 60, mã 60. Rồi 60 em chốt cho chị Ngân Lâm nè, chị Duyên sao ạ. Rồi cái này cũng được mấy xét à, 5 xét không. Rồi cái này cũng được 5 xét nha mấy anh chị. Cái này dạng cũng giống như công chúa hoàng tử vậy nè. Cái này là những của nước Anh hay gì á. Dạ Noel em chốt cho chị Sa Nguyễn Kim rồi ạ. À, công chúa hoàng tử nè, mình có chiếc xe kéo luôn này. Ở đây có hai người luôn nè ha, ở trên đây chiếc xe cũng có hai người luôn. Cái dĩa nó cũng vậy nha mấy chị, dĩa nó cũng dễ như vậy nha. Đó, có một hai ba cái nguyên một cái ngôi nhà cung điện gì á, có con ngựa kéo hai chiếc xe. Cái này giống như đám cưới nha mấy anh chị. Em thấy cô gái trên đầu có đội bông nữa, có đội bông luôn, chắc này chắc cưới rồi vậy. Rồi 5 set này em bán cho mấy anh chị là 220k, lên giúp em mã 22, mã 22 nha mấy anh chị, 5 set nha, mã 22 nha, có được 5 set luôn, mã 22 nha mấy anh chị. Rồi 22 em chốt cho chị Tập Hóa Nhà Bơ. Quá lộn. 22 em chốt cho chị Trang Ly nha. Chị Tập Hóa Nhà Bơ sao, chị Sen Hồ sao ạ? À, chị lâu lâu mà chị Trang Ly vô chốt được mã, không chốt được nữa. Dạ em vẫn bán bình thường mà chị Thùy Trang. Tưởng lâu rồi thấy chị, tưởng chị cay gớm rồi chứ. Thấy chị không có ghé em, tưởng chị cay luôn. Dạ một tuần em like 3 ngày, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nhưng mà do hàng nguồn hàng nó
cũng bị eo hẹp cho nên em có tầng em lai thứ 6 thứ 7 hả chị. Đường kính cái hũ này 11 nha mấy chị, cao là ta ngang nó 8 cao 6 nha. Rồi cái hũ này em bán cho mấy chị 45k lên với em mã 45 nha, 45k mã 45. Hũ này đựng gia vị rất là sang nha mấy chị. 45k mã 45. Nó có cái chuyện như này luôn. Rồi một cái ly nắp. Đây, mã 45 em chốt cho chị Duyên nè. À. Chị tập quá nha, bơ sao nha. Thấy này thấy cái táo gì mình chị. Có 2 triệu luôn. Rồi cái này em có một chung thôi. Chung này em bán cho mấy anh chị là 25k mã. Là mã số 2 nha, đường kính nó là 9, ngang của nó là 7 nha. Mã số 2 25k. Dạ chị, chị Trang, chị vô Trang cái Trang của em á, chị Trang fanpage của em á, chị liên giùm em cái mai mốt cái việc theo dõi có gì em like cái là chị biết liền, bấm theo dõi giùm em mã 45 là gì. Dạ mã 45 chị Duyên chốt rồi nghe chị Nguyễn Kim. Dạ em chào chị Ngọc Vũ á. Anh ơi em cái tô vàng sao là... à cái tô đó hả. Đây. Một cái ly quay nè mấy chị, hình số 8 luôn nha. Chị nói vậy tội em chị Trang. Mà cái này là tay số 8 nha mấy chị, nói một cái ly số 8 quá đỉnh luôn. Đó, cái hình nó giống như cái kèn vậy đó. Rồi cái ly này em bán cho mấy anh chị là 35k mã số 8 luôn. Đường kính nó là 9 nha. Cao là 9.5. Miệng 9.5 cao 9 nha mấy anh chị. Nó có cái này là nó có cái thương hiệu gì nó giống như của thằng xe gì đó. Xe làm như xe gì BMW hay gì. Mã số 8 nha mấy anh chị, có số 8 luôn nha. À số 8 làm như em nhớ là chị Duyên là tự nhiên là xu đây sưu tầm số 8 mà quên. Rồi cái tô này là hàng này là hàng của Ý nè chị, hàng của Ý nha, nó làm là công nghệ rất là đó. Hàng của Ý cốt rất là già, nó bị nhâm mì ở viền hoài nha chị. Nhâm như vậy nè, nó giống như là bị tróc men ở vườn ngoài vậy đó. Đây nữa nè, ôi cái tô này nứt nhiều quá à. Cái tô này nứt nhiều quá chị ơi, nó bị nhâm miệng nhiều quá rồi. Tô này nhâm miệng nhiều quá rồi chị, bán không được đâu. Mã số 8 chị Nguyễn Kim sao à. Rồi em có 4 cái chén chân cao nha mấy chị, 4 cái chén chân cao. Đây, chén này mình định củ kiệu hay mình định chè rất là đẹp nha. Men rất là bóng nha. Còn mới chen chuyện mọc đầy đủ chân cao này là mình ăn đồ nóng là quá đẹp luôn, ăn cháo là quá đỉnh luôn. Rồi 4 cái chén này em bán cho căn ký luôn 30k một cái luôn nha mấy anh chị, lên với em mã là 30, đường kính nó là 12, cao là 6.5 nha. Bán đẻ thằng xin đó. Nói chung cái tô đó cũng vẫn dùng được, nó mẻ nhâm nó hoài thôi nhưng vẫn dùng được. Đồng sen đá thì hơi quá sang rồi. Rồi 30k một cái thì mấy chị lên giúp em mã 30 nha, mã 30 giúp em nha, mã 30 nha mấy chị. Thôi còn tập chén ngũ sắc này sẵn lên luôn nha mấy chị luôn. Rồi tập chén này
Rồi 30 em chốt cho chị Trang ạ. À. Ủa em nhớ mình còn cái mẫu nó còn. Còn cái chén nữa gì nữa mà. Rồi em có cặp chén ngũ sắc nha mấy chị. Xanh nền xanh coban nha, hoa mẫu đơn. Hoa mai, hoa trà. Có cái nó bị tróc cái gì sô cô la chút nè mấy chị. Rồi cặp chén này em bán cho mấy chị là 150, mã 15. Mã 15 150. Đường kính 13, cao là 5. Giờ nói chung là mã 15 nha mấy anh chị, 150 mã 15 nha. Chén xanh có. Giờ cái đó tại với nó. Nói chung cái đó em nhập giờ bán khó bán lắm. Rồi bác vẽ rồng ạ, vẽ rồng em làm như không có cho anh ạ. Lấy hai cái tô luôn. Dạ 15 chốt cho chị Thị Trang. Đây có một cặp tô ngũ sắc nha. Một cái đĩa này là đĩa hạt xoài sâu lòng thôi. Cặp này là cặp tô xưa rồi mấy chị. Nè, dĩa là quá đẹp luôn nha. Dĩa sương núi hữu tình đầy nhóc trong đây luôn. Đưa cho mấy chị xem gần luôn nha. Nói chung là nó đẹp, nó cũng giá nó cũng đẹp nữa nha mấy chị. Đó. Cái này là dạng em dùng cái tô cũng được, nói là dùng cái đĩa cũng được nữa nha. Đây, cái này là một cái tô vuông. Quá đẹp. Nói chung cặp này là quá đẹp nha mấy anh chị, để em đo đường kính nha. Rồi cặp này là em bán là nguyên cặp luôn nha, không bán lẻ nha. Cặp này em bán 2 triệu nha mấy anh chị. Đường kính nó là 30, ngang của nó là 25. Cao là 6.5 nha, cái tô vuông là 11.5, cao là 7.5. Cặp này bán cho anh chị là 2 triệu nha. 2 triệu anh chị nào lấy lên giúp em mã là mã cặp đi, 2 triệu mã cặp nha. 2 triệu mã cặp nha anh chị. Quá đỉnh cái tô luôn, ở ngoài cái tô là nó dẻ bích chịch luôn nha anh chị. Này giống như đó. Gì không bán tặng cho vui hả? Tôi đó tặng giờ anh tặng anh ổn em lắm. Em mua 100.000 giờ tặng 100.000. Rồi em có 5 cái dĩa ngũ sắc nè mấy chị, viền nó hơi phai nha. Cũng là dạng dĩa xưa nữa nè, nó có hai bài thơ nè, có một bài thơ và một cái truyện chìm nha. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 100k một cái, em có được 5 cái nha mấy anh chị, lên giúp em mã 100 luôn nha. Đường kính nó là 15. 15 cao là 3.5 nha. Đo lại xay. Mã 100 nha mấy anh chị. Nó đẹp. Dễ dàng nha mấy chị, này dạng xưa nha. Viền nó phai chút nè mấy chị. Viền nó phai trên viền vàng nha, phai chút xíu. Dễ gắm quá trời đẹp luôn. Dạ 100 em chốt cho chị Thùy Trang. Đường kính này là nó dài là 30. Dài là 30 như chị. Ngang của nó là 25 năm. Cao là 6.5. Cái này là mình làm cái tô cũng được. Ở dưới nó có cái chân cao như này. Đó. Xưa nhìn cái bông nó cũng có trầy trầy nhưng anh chị, nói chung là nó cũng có chút xước nhẹ nhẹ. Cái này là đường kính nó là 11. 11 năm cao là 7 hay vậy? 11 năm cao 7. Cao 7.5, 11 năm cao 7.5. Cái tô vuông. Cũng có chân cao gì luôn. Đây là đi một cặp luôn.
Rồi lên tiếp. Rồi ba cái chén này em bán cho mấy anh chị là 150 luôn. Chén lục giác, bát giác nha mấy anh chị. 2 4 6 8 10 cái, 10 cạnh. Chén này 10 cạnh. 10 cạnh. Rồi ba cái này 150 lên giúp em mã là 150 đường kính 10.5 cao là 6 nha. Mã 150 nha mấy anh chị. Chim cao chén sau lòng nè. Này mình đựng chè đựng đồ là quá đẹp luôn. Dạ, thì cái đó thì em nãy cũng nói rồi đó. Cho nó cái đẹp mà giá nó cũng cao. Giờ anh giờ đi nhập hàng mình thích thì mình lấy thôi, nhưng mà vậy nhà mình khui ra mình bỏ thì người ta lấy nó tiếc. Mà lấy về em nghĩ đôi khi bán cũng không được, nhưng mà cũng phải lấy chứ bỏ thì bỏ về ngủ cũng được. Này đầu xưa mà. Rồi 150 em chốt cho chị Thì Trang à, chị Mỹ Thiêu sao nha. Rồi cái này em có được 3 cái rồi anh chị. Cũng làm xanh coban, hoa cúc đồng tiền nha, truyện xanh. Rồi ba cái dĩa này bán cho mấy chị 250 lên giúp em mã 250. Đường kính nó là 14. Cao là 3.5 nha. Mã 250 nha mấy chị, cúc đồng tiền dễ nổi nha. Nền đó là nền xanh coban, hoa cúc đồng tiền lá vàng. Rất là đẹp nha mấy chị. Cái này em còn 2 cái nữa mà tiện khác. À chị Thì Trang có em có còn nãy em la còn cái tô rồi chị. Còn rớt lại cái tô. Cái tô rất đẹp. Chị có coi thì em đem lên cho chị xem nha. Rồi em còn một cái này nữa. Cũng có khách mua rồi mà cũng bỏ ra nữa nè. Này có một cái nha mấy chị. Một cái. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 90 luôn, mã 9. Đường kính 16, cao là 2.5 nha. 90 mã 9 nha. 90 mã 9. Cái tô ngũ sắc. Tô này đựng canh là đẹp, cực kỳ hoa đào. Có con chim phụng luôn. Để em đo đường kính lại. Đường kính cái tô này là 21, cao là 6.5 nha. 21 cao 6.5. Ở ngoài nó là một nằm xanh hoa mẫu đơn xanh. Chuyện vuông. Tô này là 250 chị, nằm xanh coban 250. Dạ. Cho chị xem ha. Dạ rồi, em đem chị xem rồi ạ. Chị lấy cái tô. Dạ rồi, em chốt cho chị ạ. Hai bốn sáu tám chín cái. Cái này bộ đĩa này em được 9 cái nha mấy anh chị. Đĩa này mình đựng bánh là quá đỉnh luôn nha. Dạ rồi em chốt cái tô cho chị rồi ạ. Rồi 9 cái này em bán cho mấy anh chị là 170 nha. Nên giúp em mã là 170 đường kính 16 cao. 170 mã 170 nha mấy anh chị. Nhìn sô cô la còn nói khen luôn. Mã 170 170 nha. À chị em à, hả mai hả chị Mỹ Thiêu à? Dạ chị Mỹ Thiêu, em mới về được bộ trà ngũ sắc rồi chị Mỹ Thiêu. Bởi chị hỏi em đâu có tiêu ta. Đây một quả bí nha anh chị. Này mình để mình đựng gia vị nhà bếp đồ đẹp kì luôn. Rồi mã bí này em có quả củ cải như mấy gì, củ cải nha, củ sắn vậy đó. Đường kính nó là 7, cao là 7 luôn, chưa tính nắp. Rồi 170 em chốt cho chị Thì Trang nha. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 50k mã bí. 50k mã bí nha. Nói gì đây.
đã bí 50k nha mấy anh chị. Rồi má bí em chốt cho gì củ cải và má bí em chốt cho chị Mỹ Thiêu à. Đây em có cái thố hai tầng nhỏ nha mấy anh chị. Dạ nó là hoa hồng chị, hoa hồng vàng với hoa hồng tím, đường kính nó là 11.5, cao là 4.5, ủa cao là 3.5 chứ, một tầng nó là 3.5 nha. Cái này nó cũng dạng ngũ sắc xưa nữa, là cái nắp nó bị mẻ chút xíu nha, trở về mẻ chút xíu. Nói chung em đi nhặt gốm là có mình em là xa nhất, cho nên em về lúc nào cũng có bị thiệt hại hết. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 150, mẻ chút xíu bán cho anh chị 150 luôn. Cái này mẻ nhiều mà, 120 luôn mấy anh chị, mẻ nhiều em không thấy cái này nữa. Đây, mẻ cho này chút xíu nữa nha, 120, mấy anh chị nào lấy thì mã 120 dùm em nha, mã 120, ở ngoài thì rất đẹp nha mấy anh chị, rõ lòng luôn, mã 120. Đang có nồi hấp cũ rồi nữa các anh chị, nồi hấp cũ bằng gốm 120 em chốt cho chị Mỹ Thiêu à. Dạ đầu xưa, dạ đầu xưa em có cái đĩa ngũ sắc xưa, đĩa đang cưa. Mình làm này hả? Hai mươi trước chị Mỹ Thiêu nha, má hoa hồng, cái nắp nó bị mẻ, và nó phai chút xíu. Cái bình thì còn mới, tại cái bình nó bị bể nắp, cái ấm nó là bể nắp nha, cái nắp này là cái nắp này nắp ai cũ cái tiệm em gắn vô nó vừa luôn. Cái này làm như em có được 5 xét trà luôn. Rồi mấy cái dĩa, 4 dĩa hả? 6 cái ly mà 4 cái dĩa. 6 ly và 4 dĩa, 6 ly 4 dĩa nha. Đây. Đó, cái ly nó là hoa búp. Hoa búp, cái dĩa là hoa bự nè. Có 4 cái dĩa nha mấy anh chị. Rồi bộ này em bán cho mấy anh chị là 550 nha. 6 ly luôn, 4 dĩa, còn mấy anh chị nào muốn cần thêm 2 dĩa xà cừ mà tiện cái nói chung là cái bông mà khác chút xíu thì em tặng luôn 2 dĩa đó luôn. Hai cái này mới nhập luôn. Sắc xưa kẹt cộm luôn. Rồi chị ngũ sắc xưa nè, chị đang hỏi em như xưa, đường kính này là 21, cao là 3.5. và cặp này em bán cho mấy chị là 350 nha, mã là 350 luôn, 350 mã 350 nha. Mà viền nó liền nữa, xưa thì viền nó cũng phai nha mấy chị, viền vàng nó phai nha. Dạ là 6 xét nhưng mà có 4 cái dĩa thôi, 6 cái ly. Mà chị lấy ly thì em tặng thêm 2 cái dĩa nữa. 2 cái dĩa nó khác một chút. Nhưng mà cái nắp nó bị mẻ nha chị, cái nắp bị mẻ nha. Cái nắp nó, cái quai nó bị mẻ chút xíu. Còn hả chị về có nắp mới thì chị gắn vô. À chị về chị lấy bộ trang điểm chị quét lên. Bộ trang điểm. Bộ trang điểm móng tay là bộ làm nail ấy chị. Chị quả tiết lên. Dạ đúng rồi, chị ta nắng cũng vậy đó. Rồi, cặp dĩa này em bán cho mấy anh chị
là 80k lên giúp em mã 80, đường kính nó 21 năm cao là 3 nha. 21 năm cao 3, mã 80 giùm anh chị. 80k mã 80. Đây cặp này mới đỉnh nè. Cặp này đỉnh mà bán hoài bán được. Để đưa cái này lên đăng báo luôn. Nó có một cô gái và một một chú thần đồng gì á. Cái dĩa này nó bị mẻ chút xíu ở chỗ này nha mấy anh chị. Rồi cặp này em cân ký bán rồi nó bị lạn luôn rồi. Cái dĩa này nó bị lạn luôn. Rồi một cái này em bán cho mấy anh chị là 90k luôn, tặng cho mấy anh chị cái này luôn nha. Tặng cho mấy anh chị cái này luôn. Mã 90 luôn, 90k mã 90 nha. Đường kính là 18 hay 5 sao. Cái này nó bị rạn với bị mẻ chút xíu nha mấy anh chị, bị rạn mẻ tặng cho mấy anh chị nha. 90k mã 90. Siêu tầm sạch từ lâu. Dạ sạc từ Âu lắm. Ủa sao nó có hai cái này. Dạ 90 em chốt cho Dung Anh nè. Dạ Dung Anh vô trang fanpage vẫy tay cho em số điện thoại nha chú. Em cho em số điện thoại giùm em nha. Rồi một cái men lam nha mấy anh chị. Dạ 90 chị thì trang sao ạ. À? Dạ rồi em sẽ chốt dự bị cho chị thì trang nha. Giờ em phải chốt như vậy á. Sáng em chốt đơn mà mấy anh chị trong ngày đó hoặc ngày sau mà mấy anh chị không xem tin nhắn em thì em sẽ chốt cho người kế tiếp đi. Để xả ra xả vô like viết. Mấy anh chị thấy nhiều lúc cũng thấy nhàm nữa. Là một cái men lam nha mấy anh chị. Chuyện xưa luôn nha. Cốt nó nè. Nó không được thẳng nha mấy anh chị, nó giống như cái hình oval vậy. Nó cong cong đây là hai bên nó sệ xuống đây, hai bên nó cong lên chút xíu nha. Rồi cái dĩa này em bán cho mấy anh chị là 80k mã 8. Đường kính 20 xăng nha. Đường kính 20 xăng cao 3 xăng nha. Đầu Âu nó cũng rẻ hơn, nó mắc hơn đầu đầu Nhật có chút xíu chứ như chị Duyên, chị vô trang của chị Duyên á, trang cá nhân của chị Duyên là có nhiều đầu Âu lắm. Dạ bữa nay không có quánh nha chị Quỳnh Diệu, không có quánh nha. Mã 8 nha mấy anh chị, 80k mã 8 nha. Rồi cái này nó bị rạn nữa rồi. Này nó bị rạn chút rồi chị đang ơi. Đây, nó rạn chút nè. Ở trên lòng thì không thấy mà cào cũng không đụng nữa. Mình không biết nó rạn cái kiểu gì. Đây, chị lấy thì bấm ok giùm em nghe chị. Bị rạn, còn trên lòng không thấy nha. Chị lấy thì bấm ok giùm em. Rồi em thấy nha, chú anh Dũng Lam, Dũng Lam gì vậy? Dung Anh chứ. Hàng sưu tầm là phải có duyên. Răng cưa. Nghĩa răng cưa nha mấy anh chị. Dạ rồi ok chị, em xả cho chị nha. Đây, nghĩa răng cưa. Cái này nó dính gì vàng vàng em không biết dính gì nha. Rồi ba cái nghĩa răng cưa. Trên diện nó rồi nó cũng phai phai chút xíu diện chocolate này nha mấy anh chị. Đó.
Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 200k một cái. Em có 3 cái lên giúp em mã xưa nha, mã xưa xẹt số cái giùm em nha. Trong lòng nó có hai chim phụng nha mấy anh chị. Trong lòng nó có hai chim phụng giùm em nha. Mã xưa. Đường kính nó là 22 xăng nha. Dạ chén cơm Pháp, dạ không ạ. Chén cơm Pháp em không có. Mã xưa nha mấy chị, mã xưa nha. Dạ xưa hai cái, chị Trang lấy hai cái nha. Ủa vậy còn cái hả? Rồi chốt cho chị Trang. Rồi em chúc chị Trang 3 cái luôn. Rồi em cảm ơn chị Thị Trang ạ. Thú có nắp ăn mì và tô Pháp hoặc xà cừ gửi hình qua Messenger dùm. Nghe bây giờ bệnh rồi không theo hết like được. Cô nhà và nhà trái. Rồi cái này em nãy em like rồi nha mấy anh chị, em xin phép em lên lại cho chị Trang với chị Anh Dũng làm gì vậy? Rồi có 3 cái nhưng mà một cái nó bị hẹn như vậy nè. Rồi bán cho mấy anh chị 3 cái này là một, hai cái này là 150, một cái này tặng luôn 150, mã là 15 nha, đường kính nó là 15 xăng, cao là 3 xăng. Một con chim đại đậu trên cành đào luôn mấy chị, dễ xưa nha, cốt nó rất dài nha, mã 15 nha mấy chị. Rồi cái đó hả? Tính chạy xe đi rồi mà ráng xem lại bộ ly, bộ ý là bộ gì? Bộ trà hả chị? Nãy chị bộ trà chị hỏi gì vậy? Dạ cái bộ nào 550, 550 không tiền. Dạ bộ 550 là bộ 400 gì á, 450. Đây cái đĩa này là xưa, thật là xưa luôn nha. Cốt đó nè, nó có 61 và 71 nha anh chị. 61 nha, 61 2 chữ ký. Nó có 61 và 2 chữ ký. Trên nó là men nó thiếu nha anh chị. Trên nó men thiếu nha. Đây, men nó thiếu chứ không phải bị mẻ nha anh chị. Rồi cái đĩa này em bán cho mấy anh chị là cái bộ 550 là không chuyện, cái bộ 400 là cùng chuyện. Bộ 500 là không có tiện nha chị Trà Đắng. Dạ bộ 550 là không tiện, bộ 500 là có tiện. Đường kính là 33 năm, cao là 5.5 nha mấy anh chị. Dễ xưa. Rồi cái đĩa này em bán cho mấy anh chị là 500. 500 mã 50 nha. 500 mã này 50 nha mấy anh chị, 500 mã 50 luôn nha. 61 luôn mấy anh chị.
Đĩa 612 chữ ký luôn. 500 mã 50. Dạ em chào chị Hồng Yến. Đây, có một cái dĩa này lớn nha mấy anh chị. Dĩa lớn men bóng nha. Còn sao có chuyện gì luôn. Chuyện này là đẳng cấp luôn. Chuyện của gì em quên mất tiêu rồi. Đường kính nó là 31, cao là 5.5 nha. 31 cao 5.5. Đây mấy anh chị. Rồi cái bộ cái dĩa này em bán cho mấy anh chị là 200 280 đi, 280 mã 28 nha. Đường kính nó là 31, cao là 3.5 nha mấy anh chị. Mã 28 nha. Chuyện đó là đỉnh luôn rồi mấy anh chị. Dĩa này chưa qua sử dụng luôn, còn mới ken luôn á. Bình xanh với bộ hoa hồng nắp lỗi. Dạ đúng rồi, một bộ có tiện, một bộ không tiện. Bộ xanh là nắp là cái ly với cái bình là làm như ghép chuyện đỏ với chuyện xanh. Rồi một cái dĩa xanh này em bán cho mấy chị 70 nha, 70 mã 70 luôn nha mấy chị. 70k mã 70, đường kính nó là 23, cao là 4 nha. 70k mã 70. Ở ngoài sao nó men nó dần dần giống như tá bí vậy mấy chị. 70k mã 70 nha. Gì? Em đỏ nè. Họ tính chiến cho anh nè. Chứ mới vậy. Đây một cái chiến cho anh đây. Chị ơi em không có thể chụp hình cho chị kịp. Chuyện nha nè. Cho anh nó cái hoài dạng hồng này chị. Hoài dạng hồng nha. Đường kính nó là 12, cao là 8 nha. Rồi chén này em bán cho chị là 90 như chị. Chảy kiểu giọt mưa nha. Chảy kiểu giọt mưa, giọt nước gì nè. 90 nha. Rồi em chốt cho chị hai bộ trà rồi mà chị trà đắng. Chốt cho anh Thành Đông á, là 70 là gì? Dạ hôm nay em có một cái à chị. Em có cái, ủa 70 là gì? Ủa không có xả. Còn 3 set nha. Hàng này của Noritake. Nó Noritake mà chữ xanh này nha anh chị mấy anh chị. Rồi em có 3 set này em bán cho mấy anh chị là 1 4 3 12, 120 mã 120 luôn. Mã 120 nha. Mã 120 120 nha mấy anh chị. Mã 120 120. Rồi mình mấy cái thuốc vui. Dạ rồi chút em chụp cho chị xem lại. Buổi sáng thì chị ơi chị chút chắc nửa đêm sao chụp. Rồi có 4 cái thuốc vui nha mấy anh chị. Ngủ sắc đỏ gì nha. Có chuyện chìm. Rồi 4 cái thuốc vui này em bán cho mấy anh chị là 100k nha. 100k lên giúp em mã số 10. 100k mã số 10 giúp em mấy anh chị. Cái này đựng em biết đựng nước chấm rồi á. Đường kính nó 8.5, cao là 4.5 nha. Mã số 10 giúp em nha mấy anh chị. Mã số 10.
Dạ rồi ok chị. Rồi một cái ly trà nắp nha mấy anh chị. Màu xanh dạng vàng nha. Đây. Nắp đó nè. Trong lòng nó cũng màu xanh vậy luôn mấy anh chị. Rồi, một cái ly trà nắp này em bán cho mấy anh chị là 30k lên giúp em, mã là mã xanh. Đường kính ly là 36 cao 6 nha. Miệng nó là 8.5 mã xanh giúp em nha. Mã xanh. 30k mã xanh nha. Cái này con cái hả? Cái này nhớ hẳn là con cái này. Cái này. Dạ mã xanh em chốt cho chị Mỹ Thiêu ạ. Chị Lan Hương sao nha. Chạy ra chạy vô hả? Đang làm nail hả? Rồi có mấy cái bình này mấy anh chị, bình đủ sake nè nha. Này dạng như có mấy ông Phật ông gì ông tượng gì nè. Đó. Rồi em có được 5 cái nha mấy anh chị, 5 cái này nha. 5 cái này với một cái này luôn, bán cho mấy anh chị 6 cái này luôn. Mấy anh chị muốn lấy mấy cái lấy. Còn bán đại vậy. Rồi 30k một cái mấy anh chị, lên giúp em mã 30 giờ sẹt số cái giùm em nha. 30k giờ sẹt số cái. Bên đây có hai dòng tiền luôn nha mấy anh chị. 30k giờ sẹt số cái giùm em nha. Đạt Ma là hôm nay hả? Rồi chốt cho chị Dung Đạt Ma nè. Phải bên đó không chị? Phải bên đó không? Cái này 5 bình là chung bộ này nha. 5 bình này là chung một bộ, cái bình đó là riêng. Bình đó là riêng nha. Phải bên đây. Phải bên này không chị? Phải bên ông này không? Đó. Bình này hỏi em có bộ ly nữa mà em xách bộ ly em bán nó mất tiêu rồi. Rồi cái này em bán cho mấy chị 30k một cái, mã 30 xẹt số cái giùm em nha. 5 cái cho mấy chị. Cái này em cũng đạt ma nữa hả. Rồi 5 cái chung trà. Anh chị nào có chung có bình trà xanh nè, xanh ngọc nha mấy anh chị. Bình trà xanh ngọc nha. Tiện đó là tiện xanh này nha. Nó tiện cái núi. Còn mới ken 100% nha mấy anh chị. Mấy anh chị nào có bộ trà xanh, có bình trà xanh này là quá đỉnh luôn. Dạ rồi 30 em chốt cho thầy Phúc thích 5 cái á. Tại còn 5 cái nha thầy. Còn 5 cái chốt cho thầy 5 cái. Rồi cái này chung trà xanh em có một bộ 5 cái, bán cho mấy anh chị là 150 lên giúp em mã là 150 nha. Mã 150 150 nha. Còn mới ken luôn nha mấy anh chị. Còn mới ken 150 mã 150 nha. Cái gì lên chén đi hả? Chén không? Còn có chén không? Rồi cái này em có 4 cái nha mấy anh chị, 150 em chốt cho thầy Phúc thích ạ. À. Xanh ngọc. Đó, màu xanh rất là nhã nhặn. Rồi 4. Rồi sao có rồi tắt mấy cái rồi. Trời ơi còn 3 cái. Rồi 3 cái, còn 3 cái mấy anh chị, 3 cái này em bán cho mấy anh chị 50. 50 mã 5 nha. 50 mã 5. 50 mã 5, con cái này bị tắt mét rồi. 50 mã 5 nha mấy anh chị. Nó test nhìn không thấy luôn. Dạ bộ này em có 5 cái nữa rồi. Đây bộ này chung trà cũng có 5 cái nha. Này em bán cũng 30k một cái, 5 cái.
150. Chị nào lấy thì lên giúp em mã là 15 đi. Mã 15 150. Chén nhỏ uống rượu xưa. Chén nhỏ uống rượu xưa là em thua. Em chỉ có cái chén vàng uống rượu thôi. Chén vàng thôi. Đây. Dạ mã. Mã 15 này, 150 luôn. Dạ em chốt cho thầy Phúc thích luôn ạ. Đây một cái chén rượu vàng nha, chén vàng rất là nặng. Nó đóng dưới 24kgb luôn nha mấy anh chị. Nó mạ vàng 24kg luôn nha. Nó đóng chữ mạ B luôn. Đây. Chén uống rượu nha mấy anh chị. Em tính để lại uống rượu luôn nè. Cái này bán không được, để lại cái rượu luôn. Chén này rất là sâu nha mấy anh chị. Rồi một cái chén vàng này em bán cho mấy anh chị là 200 ngang mã là 20, đường kính nó là 15 năm, cao là 5.5 nha mấy anh chị. Rất là dày nha. Nặng là 100 mấy gram á mấy anh chị. 120 gram. Có đóng chữ vàng mà 24k. Mà 24kgb luôn nha mấy anh chị. 100 đồng nó bóng rất là thì bóng luôn. Đây, mấy chén đi. Mấy cái chén đi. Chén chị yêu cầu chén lên chén luôn, hoa dễ nổi nha. Hoa này em không rành hoa gì, hoa cúc hay gì rồi. 9 cái này em bán cho mình để cho chị làm 13k một cái, đường kính nó là 5 nha, cao 5 11 năm, cao 5 dài 11 năm nha mấy chị, ngang 11 năm. 13k một cái, em có 9 cái. Chưa có chén chưa soạn kịp em lên tiếp một hai cái nữa nha mấy chị. Rồi bốn chung này em bán cho mấy anh chị 60 nha. 60 mã 60 nha, 60 mã 60 hoa trà nha mấy anh chị. 60 mã 60 nha, hoa trà. Mã 60 60 tiện một đầy đủ nha mấy anh chị. Mã 60 60 nha. Chén này em có 5 cái nha, trong lòng là hoa lá nho, ở ngoài là màu đỏ, chứ giữa dưới là chuyện đỏ luôn. 5 cái em có 5 cái em bán cho mấy anh chị là đường kính nó là 12, cao là 5 nha, 12 cao 5, lên giúp em mã là mã chén 12k một cái. Mã chén nha, 12k một cái. Rồi chén cây trúc. Cây trúc dễ dàng nha mấy anh chị. Đây, cái này em được 9 cái nha. Được 9 cái nha mấy anh chị. Này dạng xíu xương nha, mã 10 mã chén em chốt. 12 em mã chén em chốt cho chị Mỹ Thiêu ạ. Chị Trà Đắng sao nha. Cái này em được 9 cái nha. Đây, dạng xíu xương nha. Dạng xíu xương nha mấy anh chị. Cái này em được 9 cái. Dễ dàng luôn. Cái này em bán 15k một cái. Em có 9 cái nha. 9 cái lên giúp em mã là mã là. Ủa mã gì chị 13. À mã 13 em chốt cho chị Trà Đắng á.
đường kính 11,8 cm, cao là 5 cm. Lên giúp em mã là 79 nha, mã 79, 2 triệu luôn nha mấy anh chị. Triện đỏ luôn nè, 2 triệu nha. Mã 79 giúp em nha. Dĩa lá vàng luôn nha mấy anh chị. Em có 9 cái. $15 một cái, mã 79 và 79 nha anh chị. Chị gì đó, Tảo Hoàng nha. Còn 79 em chốt cho chị Thảo Hoàng à. Em còn chén lẻ không nha mấy anh chị, em còn chén lẻ thôi. Trong khi đợi họng chén em lên một cái bình hoa hộp. Bình này nó bằng cinnamon gì đó chị. Rất là đẹp. Dạ em còn chén lẻ để em soạn ra mới được à. Thôi chén bộ chén cá không. Cao là 24 năm nha, cao 24 năm. Dạ mã 79 chị Tà Đắng sao rồi. Dạ anh Thành Long sao luôn. Rồi cái bình bông này em bán cho mấy anh chị là 290k. Nó bằng cinnamon gì em không biết, nó chất liệu nó là em chỉ nói là cinnamon nha mấy anh chị. 290 mã 29 nha. Mã 29 nha mấy anh chị. Còn hộp gỗ luôn nha, full hộp nha. Mã 29 nè. Còn full hộp gỗ. Rồi chén này là cây bông gì ta, bông trà hay gì, hoa trà hay gì nè, hoa trà xíu xương nữa nha mấy anh chị, có chuyện xanh luôn. Rồi này em có 6 cái, 25, 15, 25, 50. Rồi 75k lên giúp em mã là 75, đường kính nó là 12, cao là 5, mã 75 nha, 6 cái 75k. 12.500 cái thôi anh chị, bán siêu chất siêu rẻ luôn. Mã 75 giúp em nha. Rồi 4 cá này em bán cho mấy anh chị 80. Mã cá 75 chốt cho chị Trà Đắng á. 80 mã cá nha. Đây chén này to hơn nha mấy anh chị, 80 mã cá nha. Có một con cá xanh tu anh nha mấy anh chị, ba con cá này màu xanh này, 80 mã cá, đường kính là 12 năm nha mấy anh chị, 12 năm, 80 mã cá giúp em nha. Mã cá em 75 chị Hồng Yến sao ạ. Mã cá em chốt cho chị Trà Đắng á, chị Phương Thảo sao ạ. Rồi có 4 cái chén hoa này, hoa sen hay gì. Này là dạng như hoa sen nó trầm hoài nè mấy anh chị. Có chuyện đỏ nha, trong lòng đó trắng dạng cũng xíu xương luôn. Rồi 4 cái này em bán cho mấy anh chị là 50 mã 50 luôn đi, 50 mã 50 nha. 50 mã 50. Dạ. Ở bên máy em là em thấy chị Trà Đắng trước nha anh chị Hương Thảo. Em chốt em hai máy chủ em nè. 50 mã 50 nha. 4 cái 50 12k, 12.500 một cái. Điện đỏ luôn. Quá đỉnh luôn nha mấy anh chị, 50 mã 50. Chén còn mới ken nha mấy anh chị, nói chung chén em đi nhất nhất. Về là còn mới ken đó nè. Chén lẻ mà. Dạ hai lần đúng rồi chị, chốt hai lần nhưng mà không có dính,
hai lần nằm sau mà chị trà đắng là tới chị hai mã luôn. Nhiều khi bên máy chị thấy chị trước nhưng mà bên em hai máy chủ là em thấy chị sau hai mã, chị dính nhau nha. Chị trà đắng trước rồi tới chị hai mã sau. Đây rồi em có bốn cái chén đứt bầu luôn. Cái này con này hình con gì á, đít nó tròn tròn nó không như nó nhọn như kia nha. Cái này có ba cái và bọn này một cái luôn nha anh chị, bốn cái rồi. Bốn cái này em bán cho mấy chị là 50 mã 5 nha, 50 mã 5 nha mấy chị, 50 mã 5 bốn cái, 50 mã 5 nha mấy chị, bốn cái nha. Rồi em có cặp chén sâu lòng nha, cặp chén sâu lòng. Rồi mã 5 chị chốt cho chị trà đắng nè, chị Phương Thảo cũng sao nha. Đây, cặp chén này dạng như chén phu thê sâu lòng nha mấy anh chị. Có một tiện tím và một tiện màu đỏ luôn nha. Đây, qua trái nho nha. Đây là một cái bông. Rồi cặp chén này em bán cho mấy anh chị là 50 mã 50 luôn, 50 mã 50 đường kính là 12 cm, cao là 7,5 cm, 50 mã 50 mấy anh chị xem like cho em một chấm nha mấy anh chị, cho một chấm cho có tương tác nha mấy anh chị, 50 mã 50 nha. Rồi 50 em chốt cho chị Phương Thảo ạ. Cái này mỗi bộ có 4 cái nha mấy anh chị. Này mỗi bộ 4 cái nha. Rồi mỗi bộ 4 cái, còn bắp cải, củ sắn đâu từ đưa luôn. Củ cà tím đâu luôn nha mấy anh chị. Rồi lên giúp em 4 cái. Ủa sao này có 2 cái mà. Tức lắm. Lạc nó mất hơi. Rồi bộ này 4 cái lẻ mất hơi. Đây, 2 cái cà tím nha. 2 trái nho. Rồi 4 cái. 4 cái này em bán cho mấy anh chị cũng 50. 50 mã 05. 50 mã 05 nha. 50 mã 05 nha mấy anh chị. Siêu đẹp luôn nha. 50 mã 05. Rồi 4 cái này chung bột. Có đít tròn để cho em hả? Dạ đít tròn giờ hơi bị khó, giờ có đít méo không? 05 em chốt cho chị trà đắng à, chị Trâm Mai sao ạ? À? Đấy này có 4 cái men lam nha. 4 cái men lam nha mấy anh chị. Men lam. Dạ nó vẽ mấy cái chữ ở nó đánh mấy cái chữ thư pháp này, nó không biết chữ này chữ gì. À. Chuyện đó là chuyện vuông nha. Rồi 4 cái này em bán cho mấy anh chị 60 mã 6 nha, 60 mã 6. 60 mã 6 nha mấy anh chị. Cuối này nhớ được 4 cái rồi. Ủa cái này nhớ nhiều lắm rồi. 3-4 cái gì vậy? 4 cái rồi. 4 cái rồi, tôi nhớ được 4 cái rồi. 6 rồi. Rồi mã 6 em chốt cho chị Trâm Mai ạ, à, chị Duyên sao nha, chị Hồng Yến sao. Dạ do chén nó lộn xộn á mấy chị thông cảm đợi một chút xíu nha. Tại vì có hai huynh đệ làm à, cho nên xộn nó không kịp. Thường thường chén là em bữa nay tại mấy chén này à, bữa cũng có like rồi. Mấy anh chị không thích chén lẻ cho nên em bỏ lại á. Rồi cái này chén lẻ nha mấy anh chị, một cặp nha, một cặp. Rồi em bán cho mấy anh chị một cặp luôn. Cái này còn nhiều lắm mà. Cái này cũng có một cặp luôn, một cặp hoa hồng luôn là 6 cái.
cái này một cặp, có lộn cái này một cái, nó một cặp bảy, ở này này cái này nè, nhớ được bốn cái mà sao lòi ra cái rồi bảy cái, chín cái, rồi mười cái này em bán cho mấy chị 100 luôn đi mấy chị ơi, 10k một cái đi, giờ khỏi lòi lâu, bán siêu chất siêu rẻ luôn, 10k một cái mã số 10, 10k một cái mã số 10 cho em, 10k một cái chén siêu chất siêu rẻ luôn. Rồi mã số 10 một chén này quá đỉnh luôn, một chén này đích tròn không nha mấy anh chị. Cái này em bán 15k một cái nha, chén lẻ nhưng mà nó rất là đẹp nha. Chén lẻ nó đẹp lắm mấy anh chị ơi. 15k một cái. Em có được. Đây, này là được một cặp nha. Một cặp. Là một cái nha mấy anh chị. Quá đẹp. Quá đỉnh luôn. Rồi lên giúp em mã là 79, mã 79 nha. Trời, cái chén này quá là đỉnh luôn mấy anh chị ơi. Mã 79 nha. Siêu chất luôn anh chị ơi. Mã 79. Đây, đây cái này nó quá đẹp luôn. Mã 79 giúp em nha. Đồ chén này quá đẹp luôn anh chị. 2 4 6 8 cái. Rồi 79 giúp cho chị Phương Thảo. Rồi cái này em có cặp chén này là của chén mọc nha mấy anh chị, chén mọc men chảy nha, dạng dòng gốm men rạng nha, nè. Rất là đẹp, nó có một cái dòng chữ ký chuyện nó rất là đẹp nha mấy anh chị. Có cái nào đâu, cái tròn nhỏ này hả, cái tròn nhỏ này chị lấy luôn hả, tại vì mấy cái này em tính bán chung với mấy cái thằng hồng hồng này nè, thôi chị lấy cái này thì bấm ok luôn, em để cho chị luôn đây. Rồi ok để chị luôn, tại em tính cái đó nó hơi nhỏ hơn, em tính gom với mấy cái chén hồng hồng này em bán một lần một luôn. Rồi cặp chén mọc này em bán cho mấy anh chị là 50 mã cặp, 50 mã cặp nha. 50 mã cặp nha mấy anh chị, cặp chén mọc quá đỉnh luôn. Men rạng. 50 mã cặp giùm em nha. Rồi sẵn hỏi đem mấy chén hồng người ra bán luôn. Cho chị Mỹ Thiêu à. Rồi em có mấy cái chén cu tơ nha mấy anh chị. Mấy cái chén cu tơ nha, mấy chén này mua cho mấy bé mình nhà dùng nha. Đó con thỏ. Con mèo. Rồi bốn cái cu tơ này em bán cho mấy anh chị là 50. Mã là ơi con cái bị mẹ. Ủa không phải. Ôi con cái bị nứt rồi. Còn 3 cái nha mấy anh chị, còn 3 cái. Con cái bị nứt rồi. Còn 3 cái nha. Rồi mấy anh chị hả thích thì mấy cái này luôn, nó bị rạn chút. Rồi 3 cái này em bán cho mấy anh chị là 40k. 40k lên giúp em mã là 04, 40k mã 04 nha. Chén cutter nha mấy anh chị, 40k mã 04 giùm em nha. Mẹ thích đi. 40k mã 04. Có cái này nó bị nứt, chén thỏ bị nứt rồi.
Bỏ này nha. Rồi em còn mấy cái chén sâu lòng là mấy. Chén sâu lòng mà đít tròn nha. Chén này là quá siêu chất luôn. Chén này là chén cặp nha mấy chị. Có con cặp này là con cặp nha. Đây là con cặp nha. Màu xanh với màu hồng. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 2, 4, 6 cái. Rồi 6 cái này em bán cho mấy anh chị là 190 đi. 90 lên với em mã 90 nha. 90 mã 90 nha. 90 mã 90 cái gì? Mua trái dâu. Trái dâu là gì? Rồi hai cái chén có quay nè mấy chị, hai chén quay nha, hai chén này mình ăn cháo đồ là quá đỉnh luôn. Ăn đồ nóng á, nói chung là mình ăn súp ăn đồ là quá đẹp. Rồi 90 em chốt cho chị Phương Thảo ạ. Đường kính đó, cái chén là 12 nhưng cái quay luôn là 15 năm, cao là 5. Rồi cặp chén này em bán cho mấy anh chị là 40 mã 4 nha. 40 mã 4 cặp chén quay nha. 40 mã 4. Qua nha mấy anh chị. Nó còn nữa ha. Rồi, cái này em có 4 cái nha mấy anh chị. 4 cái này em bán cho mấy anh chị 50 mã 80. Mã 4 chốt cho chị Phương Thảo á. 50 mã 80 nha. 50 mã 80 4 cái nha. Ở trong nó màu hồng hồng, màu xanh nhạt nha mấy anh chị. Siêu tê, siêu rẻ luôn. 50 mã 80. Siêu đẹp. Nói chung chén là bán nhiệt rẻ rề luôn. Tại vì đi lựa đi công đi lựa nước thuốc không mấy anh chị. Mà cũng bán siêu rẻ luôn. Này là có 2 tiện nha mấy anh chị. Đó, một cái tre dễ dàng nha. Quá đỉnh không. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị 4 cái này là 60 luôn đi. 4 cái này 60 mã 81, 60 mã 81 nha. Mã 81 em bán cho mấy anh chị 60. Rồi 81 em chúc cho chị Phương Thảo luôn ạ. Cảm ơn chị. Rồi em còn mấy cái chén bự này nữa là hết luôn nha mấy anh chị. Rồi trời ơi, chén này chén bự nhưng mà nó đẹp quá trời á. Chén này nó mình ăn ăn bún đâu là được luôn, ok nha mấy anh chị. Nó là chén đẹp cực kỳ không. Còn lấy cái chén dâu gì ra cho chị. Bán cái luôn. Cái này em đựng cặp nha, cái này đựng cặp. Đó, men lam xanh lam, viền sô cô la. Cái này cũng viền sô cô la mà con ma đặt ma gì nè, nãy đặt ma vậy đó. Ừ. Trái cà rốt mà chị trà đắng chứ đâu có trái dâu. Có trái cà rốt nha, hả lấy thì ok giùm em nha. Đây cái này con cá nắp nổi luôn. Rồi con còn 4 cái này hết nha mấy anh chị. Có 6 cái chứ. Rồi 6 cái này em bán cho mấy anh chị là kiến này bự hơn, em bán cho mấy anh chị là 100 nha. Có 120 chứ lộn. 100 luôn, lỡ bán 100 bán 100 luôn, còn mấy cái mà. 100 mã 100 luôn nha. 100 mã 100 luôn. Rồi hết luôn. Hết chén rồi nha mấy anh chị, 100 mã 100 nha. Hết chén rồi. Rồi một cái trái táo đó gì. Cái táo tiền mặt đầy đủ 15k. 15k mã là mã táo, đường kính 14 năm, cao là 4.5 nha. Cái này mình múc thì tôi mua cho con tôi là sao. 100 chốt cho chị Sen Hồ ạ.
mã táo nha, em bán cho mấy anh chị 15k nha, 15k mã táo. Rồi em có hai cái thố tam thái, hai cái thố này em bán cho mấy anh chị là 40 mã 83, 40k mã 83 nha, tam thái con chim phụng 40 mã 83, đường kính nó là 11 năm, cao là 5 nha, mã 83 nha mấy anh chị. Rồi bốn cái này nha mấy anh chị, bốn cái đĩa Âu nha, bốn cái đĩa vẽ phong cảnh Âu nè, siêu chất luôn. 83 em chốt cho chị Bảo Sơn nè, 40 này, đĩa bánh nha anh chị, 8 cái, 4 cái này em bán cho anh chị 80, mã 84 nha, mã 84 80, đường kính nó là 15 năm nha anh chị, mã 84 80 nha, quá đẹp luôn, mã 84 nha. Chén chấm 5 màu nha mấy anh chị, 5 cái là nó 5 màu nha. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị 5 cái này 60, mã 85, 5 màu nha, hình con bướm trong lòng nha mấy anh chị, 5 màu 60, mã 85. 84 chốt cho chị Mỹ Thiêu à, mã 85 giúp em nha. Chén chấm đường kính nó là 11, cao là 3 nha. 85 tốt cho chị Phương Thảo. Rồi em có 5 cái này nha anh chị, 5 cái chén này ăn lẩu nha, 5 cái chén này ăn lẩu ăn súp vậy á, nói chung mình ăn súp cua ăn lẩu thôi nè, vẽ phong cảnh núi nè nha anh chị, một có một ông câu cá gì vậy này, chắc câu cá quá. Cây có trái bông nhiều quá trời luôn. Rồi 5 cái chén lẩu này em bán cho mấy anh chị là 80, mã là 86, 86 mã 86 80, men chảy nha mấy anh chị, men chảy xanh ngọc bên đây nha. Đó, màu xanh bên đây, bên đây là nó dẻ cảnh nha. Dạ 85 chị Trà Đắng sao, mã 86 nha, chén ăn lẩu. Nãy chị ta chị đang mấy cái chân cao chưa, cùng mấy cái này nữa, cái cùng này chứ thấy vậy. Rồi em có hai cái dĩa bông đắp nổi nha mấy anh chị, hai cái này em bán cho mấy anh chị 90, 90 mã 90 luôn nha, bông đắp nổi nha, quá đỉnh luôn. Hàng này của Âu quá mấy anh chị, hàng của Âu nha. Đây, quá đẹp luôn, 90 mã 90, hai cái dĩa quá đỉnh luôn, đường kính nó là 19 năm nha, 19 năm 90 mã 90 giúp em nha, hai cái nha mấy anh chị. Rồi chén ăn kem, cái này ly ăn kem gì nha mấy anh chị, nó bằng gốm nha, có tiện luôn đây, nó có tiện đây nha, có cái chân ổ lộn, nó có chân cao, cái này mình ăn kem hay gì nha mấy anh chị, nó ăn kem hay gì nè, mình để bánh gì để đồ cũng đẹp nha mấy anh chị. Rồi em cái này em bán cho mấy anh chị là 30k một cái, em có được 8 cái, mấy anh chị lên giúp em mã 95 và xẹt số cái giùm em, đường kính nó là 12 năm nha, cao là 6, 12 năm cao 6, mã 95 thì sạc số cái giùm em nha, bán cho anh chị là 30k một cái.
Mấy chị nào ưu tiên cho mấy chị nào lấy hết, mình lấy hết luôn, luôn cũng cảm ơn luôn. Rồi em có hai cái dĩa hình hạt xoài nha mấy anh chị, dĩa cu tơ nha. Này này có trong phim hoạt hình gì em không cần đâu. Đấy, chơi cho vui trời. Cái màu vàng cái màu ấy nha mấy anh chị, đĩa cặp nè. Ngày này tiếng Anh không à, không biết làm gì nữa. Này là đồ tiếng Anh không? Còn hộp này em bán cho mấy anh chị là 95k lên giúp em, mã là mã vàng. Đường kính nó là 24, dài ngang của nó là 16, cao là 4.5, mã vàng. Có một cặp nha mấy anh chị, mã vàng nha. Hàng này cũng mít đô gì 13 rồi. Còn nói chung đọc tiếng Anh dốt quá không đọc nữa nha mấy anh chị. Có chữ Welter, Winter gì nữa nè. Mã vàng 95k. Rồi 4 cái tô này em bán cho mấy anh chị là 160, mã là 96. 160 mã 96. Viền sô-cô-la còn mới ken nha mấy anh chị. Mã 96 giúp em nha. 4 cái 160 mã 96. Đường kính nó là 15 năm, cao là 7. Mã 96. Rồi lên là cặp này. Tại sao bỏ em? Rồi, cặp này nha mấy chị. Có khỉ nha. Hàng của Disney mà của Thái Lan nha mấy anh chị. Disney made in Thái Lan. Đây một cái này màu hồng ngôi sao. Không có tiền luôn. Rồi cặp này em lên cho mấy anh chị là bán cho mấy anh chị là 70, mã hồng. Đường kính này là 5.5, cao là 7, cao là 8 nha. Cái ly này là 7.5, cao là 8.5. Mã hồng giúp em nha. Nguyên cặp. Bán nguyên cặp thì cho nó siêu chắc. Rồi món này em bán cho mấy anh chị là 101 nha. 101 nên giúp em mã là 110 luôn đi. Mã 110, một cái đĩa lớn và hai cái đĩa bánh nha mấy anh chị. Đường kính cái này là 24 năm nha. Đĩa lớn là 24 năm, cái đĩa nhỏ là 16. Mã 110 nha, hoa đất nổi nha mấy anh chị. Hoa đất nổi rất là đẹp nha. Hoa đất nổi. Rồi bốn cái này em bán cho mấy anh chị 120 nha mấy anh chị, mã 12 nha. Tô này mình đựng thịt kho rồi, thịt kho trứng rồi là vừa ok luôn, ăn cơm cũng vừa luôn. Mã 12 120 30k một cái. Đường kính 13 xăng, cao là 7 xăng nha. Hoa nó đắp nổi lên, gù gù lên rồi chị. Bao dĩa này ở ngoài nhìn thấy là long lanh luôn, đẹp. Hai cái nhỏ và một cái lớn. Bốn cái này 120 mã là như vậy.
120 mã 12. Dạ có chứ gì. Chữ nó gì tùm lum đây nè, xanh lại anh lát rồi. Rồi ba cái này em bán cho mấy anh chị là 60k mã là 06. 60k mã 06, đường kính nó là 14, cao là 4.5 nha, 14.5. Rồi ok, em chốt cho chị Phương Thảo nè, em cảm ơn chị ạ. Lên máy ấm trà phía sau đi ạ. Mã 06 60k nha mấy chị Tam Thái nha. Cái này làm định kho là quá vừa luôn. Mã 06 60k. Một chàng ngũ sắc đây. Trước khi like cho coi mình phải kiểm tra coi có bị lỗi gì không. Để lát bị hút. Còn mới 100% nha mấy anh chị. Còn mới 100% nha. Quá đẹp luôn. Này nó có được 4 chân nha. Chuyện đó là chuyện nắp lọc gớm. Lọc gớm nha. Có được 4 chân trà. Rồi bộ ngũ sắc này em bán cho mấy anh chị là 650. Anh chị nào lấy yêu thích cái đồ bộ trà ngũ sắc này nè. Bộ trà ngũ sắc này là em lâu lắm em mới về đựng bộ nè. Mã 650 luôn nha mấy anh chị. Mã 650 650 nha. 4 chung. Rồi 650 em chốt cho chị Mỹ Phiêu ạ. Rồi một bình trà này là cái bình ấm trà này là cái ấm trà là có thuyền. Thuyền này không thấy người. Thấy người ở trong mua đó. Có một chú hề và một hai chú hề nha mấy anh chị. Ở bên đây là có nguyên một chiếc thuyền bườm nha. Dễ nổi hết nha. Chiếc thuyền bườm dễ nổi, nó có cái chuyện đây nữa này nha mấy anh chị. Lọc nó là lọc lưới nha. Đây, trên nắp nó có một cái chú hề luôn, có một tiện nắp luôn. Rồi ấm trà này là viền cánh sen nha. Rồi bọn cái ấm trà này em bán cho mấy anh chị là 180, lên giúp em mã là 18. Mã 18 180 nha, dáng này dáng Âu nha mấy anh chị. Đó, nhìn rất là sang. 180 mã 18. Rồi cái này lọc gớm nha. Mình trà mini mấy anh chị nào thích chơi trà mini trà đạo nè. Hoa cúc đồng tiền vậy nổi, có đây có chim đậu đây luôn. Đây có đây luôn. Lọc gớm nha mấy anh chị, chuyện nó là ở dưới đít đó. Rồi cái ấm trà này em bán cho mấy anh chị là 150 mã là 15. 150 mã 15 nha. Rồi hỏi mình có bán mấy cái chén á mấy chị. Bán mấy cái chén mấy chị nào mà không bán chén cái bộ trà này nè. Đây, nay mấy chị sưu tầm nó đủ tông luôn đi. Cái chén này bữa làm như bán cho mấy chị nào một chục. Dạ 15 chốt cho chị Mỹ Thiêu nè. Chị Hà Nguyễn sao ạ? Lọc gớm nha mấy. Đó là chuyện nắp nha. Chuyện nắp lọc gớm. Bình này ấm này rất to nha, ấm này còn mới ken luôn nha mấy anh chị, chưa qua sử dụng nha. Rồi cái ấm này em bán cho mấy anh chị là 200 thôi.
200 mã 200 luôn nha. Bữa em có bán cho bánh chị mấy cái chén nè, nó còn tem luôn. Em bán được 10-20 chén gì á. Chị nè trong live này em nhớ có bánh chị có mua cho em bộ chén rồi. 200 mã 200 luôn nha. Thấm này thì nó to. Đây cái này là hình để nó đưa lên hình cho cái thành gì dễ nổi nha mấy chị, đắp nổi nha. Cái này nó hình đắp nổi, cái này giống như một cái gì em không tưởng tượng ra được. Ở dưới giống như hai cái chân mà ở trên nhìn nó gì kìa, nó không biết nó nắp nó nè, siêu chắc luôn, đắp nổi nha mấy chị, lọc gớm. Nó có một bài thơ bên đây nha, nó có một bài thơ bên đó luôn. Rồi cái ấm này em bán cho mấy anh chị mã 150 luôn, 150 lên với em mã là 95, 150 mã 95 nha. Trăm rưỡi mã 95 luôn mấy chị. Đây em có một bộ hạt dưa mấy chị, một bộ trà hạt dưa siêu đỉnh luôn, dễ dàng luôn nha. Hạt dưa này hạt của China nha mấy chị, Made in China luôn, nó có đóng Made in China luôn nha. Hạt dưa nè, siêu chắc à, viền còn vàng. Đẹp. Rồi bổ chung này em bán cho mấy anh chị là này dạng chung xưa nha mấy anh chị, chân nó đen nè. Rồi năm chung này em bán cho mấy anh chị là 180 đi, 200 bán cho mấy anh chị 180. Mã 180 luôn, mã 180 nha. 180 180. Rồi một con chó nha mấy chị, một con chó. Rồi cái ly này quá đẹp luôn mấy chị. Một rừng nho luôn. Rồi mấy anh chị nào yêu thích lên giúp em mã là tặng cho mấy anh chị mã là mã nho luôn đi, mã nho nha mấy anh chị, có mã nho luôn nha, có mã nho mới tặng cho mấy anh chị nha, mã nho, mã nho nha mấy anh chị, chứ không phải chữ nho không không tặng được nha, không chốt cho mấy anh chị được nha, mã nho nha, dễ nổi hết nha mấy anh chị. Mã nho nha mấy chị. Dạ mã nho nè. Dạ chị Mỹ thiêu đầu nhưng thiếu dấu nha, em cho tặng cho chị Trâm Mai, chị Dung sao nè. Đây chú chó nè mấy chị. Rồi lên giúp em mã là mã là 95 nha. Cái con chó này em bán cho mấy anh chị là 35k con chó này nha. Chó có đuôi rồi luôn nha mấy anh chị, chó Nhật. Đây, chó dễ thương không? 35k lên giúp em mã 90. Đường kính nó là 7, cao là 6. 90. Mã 90 nha. 30. Lên cái nồi sao lên nha. Dạ em có nồi đất nhiều lắm mấy anh chị, nay em về một lô nồi đất luôn nha. Mình về cái hũ đỏ.
hôm đó. Dạ là cái bình bông nha anh, cái bình bông. Rồi cái nồi, nồi này là hàng của Mỹ nha mấy anh chị, USA nè, hàng của USA nha. Đó, nó cũng có tẩy xước một xíu nha mấy chị. Đó, nó cũng có tẩy. À, cái chuyện cái bình đó. Rồi nắp nó là nắp thủy tinh nha. Đường kính cái nồi này là 17 năm, cao là 5, cái quay luôn là 22 nha. Rồi cái nồi này em bán cho anh chị là 250 lên giúp em, mã là 250, 250 mã 250 nha. Mấy cái nồi đất này mẹ nấu siêu, ở mấy cái nồi mà gốm này nấu siêu đẹp, siêu đỉnh luôn á anh chị. Em dùng rồi quá, nấu cực kỳ luôn. Mã 250 nha. Của nồi đất còn đâu ta? Rồi một cái hũ vàng này anh Dung anh Dung anh gì hỏi nữa. Này hũ tiết kiệm nha. Dạ nấu được chị Thiên ơi. Cái nào nấu không được là em nói nấu không được nha, cái đó là nấu được bếp ga với bếp điện quang, còn bếp điện từ là nấu không được nha. Bếp ga với bếp điện quang, còn bếp điện từ là nấu không được. Điện từ gì, tại cái đó bằng sứ, nấu điện từ không nấu được. Còn mấy anh chị nào muốn mua nồi mà nấu bằng điện từ á, thì em có cái nồi, nồi đó nấu được một con gà luôn với một nồi cháo. Này cái hũ này anh Dũng anh gì hỏi nè, hũ tiết kiệm nha, bằng vàng. Rồi cái hũ này em bán 100, đường kính nó là 13, cao của nó là 8 nha, 100. Em chào chị Mai Xuân. 100 vàng kè luôn, còn tem đây luôn. Anh lấy thì lên với em mã 100. Rồi em còn cái nồi này nó bị trong lòng nó chạy miếng nha mấy anh chị. Lòng nó chạy miếng nha. Nó chạy như chỗ này miếng nha. Hàng này của Narumi của Nhật. Cái này để kho đồ chai mà mấy anh chị mình dùng một mình á. Là ok luôn. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị 101, mã 11 luôn. 101 mã 11 nha, nó bị chạy cho nên em bán lỗ mấy anh chị luôn. Đường kính nó là 17 năm, cao là 4.5, cái quay luôn là 20 năm nha. Cái này dạng tròn nha, 101. Cái nồi đất đâu? Rồi nồi đất này còn mới luôn, nồi đất này có con cua luôn nha mấy anh chị. Siêu đẹp luôn. Mới kem nha. Đây. 101 chị Nguyễn Nga. Dạ chị Nguyễn Nga vào trang Facebook vẫy tay giùm em cái anh chị. Chị cho số điện thoại trên đây em cũng thua, em chốt đơn cho chị không được nha. Vào chị vào trang Facebook chị vẫy tay giùm em cái, bấm theo dõi giùm em cái nha. Đường kính nó 17 năm, cao là 6. Rồi cái nồi này em bán cho mấy anh chị là 106 nha, lên giúp em mã cua, có con cua luôn, mã cua 106 nha. Mã cua này mấy anh chị, con cua xinh không, nồi này còn mới nha, chưa qua sử dụng, 106 mã cua. Nói chung mấy cái nồi đất này là em lấy là đa số là nồi còn mới, em chưa qua sử dụng không em mới lấy được, chứ nồi sử dụng rồi em không có lấy. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị ạ. Rồi cái nồi này nha mấy anh chị, nồi này lớn nè. Quá đỉnh luôn. Dạ cái nồi 101 thì em nói là nó bị lỗi mà nó trong lòng nó bị trạng miếng.
một trong lòng nó bị trầy cho nên em bán 101, đường kính nó là 22 luôn cái quay nha mấy chị, cao nó ở ngang của nó 19 nha, cao là 7. Nồi nặng dữ. Rồi cái nồi này em bán cho mấy anh chị 108 một cái, em có hai cái, lên giúp em mã 180 nha. Mã 180 em có hai cái nha. Mã 180 em có được hai cái. Mã 180 mấy anh chị. Nồi này là kho trứng được rồi nè. Dạ nồi cái này là em không có nồi lớn nữa chị. Mã 180 nha. Dạ 180 em trước cho chị Phương Thảo hai cái. Em có thề nóc với anh chị. Cái gì á? Cái gì? Cái này kêu bằng cái gì? Cái này em biết cái này cái gì. Em kêu bằng cái gì? Nó kêu gì? Cái xì, cái nĩa gì á. Rồi cái nồi này nó nặng 1,6 nha anh chị. Dạ. Dạ 180 em hết rồi nghe anh Nguyễn Thành. Chị Nguyễn Thành gì, Nguyễn Thanh gì á. Dạ 180 nồi đất là em hết rồi. Rồi em còn cái nồi này nè. Nồi này với đá nó dính cái màu gì á, cái màu loại cái màu mà đi trong cái công á chứ không, trong cái công Nhật cái anh chị mình gửi về đây nó dính trong mấy cái dạng như vậy màu á, không biết nó dính băng keo hay dính gì á. Này cái nồi đen nha, nồi đen này nó nồi hầm nha anh chị, nồi này là nồi hầm nha, hai mình kho thịt kho tàu rồi á nghĩa. Dạ em cảm ơn chị Phương Thảo á, tại vì em dân miền Tây cho nên nhiều lúc em kêu có những cái mấy anh chị không hiểu cho nên em phải hỏi trước. Đường kính nó là 21.5, cao là 7.5 nha. Rồi cái nồi này em bán cho mấy anh chị là 220 nha. Nó nặng 1,6 kg luôn. Lại 20.000 luôn. 220 mã là 22. 220 mã 22 nha. Còn mới kem kêu qua sử dụng nha mấy anh chị. Cái nồi này nó rất dày. Mấy anh chị nào mà kho thịt kho tàu đồ á, mấy cái nồi này không ai hàm gà ác là mấy cái nồi này là quá đỉnh luôn nha mấy anh chị. Mã 180 em hết rồi nha chị Nguyễn Thanh. Ai còn cái nữa à. Không phải. Rồi em có con nồi đen nữa nè anh chị. Nồi đen này hàng của Yamaka nè, đóng với chữ da băng luôn, Yamaka của da băng luôn nha. Nắp nó là nắp trắng nha, nắp trắng trắng men. Rồi cái nồi này em bán với anh chị 150, 150 mã 150, đường kính nó là 17,8 xăng, cao nó là 6 xăng, quay nó là 22-20 xăng nha. Men nó rất bóng nha anh chị, mã 150 nha. Đó, cái nắp men nó màu trắng sữa, trắng sữa, mã 150. Có ly rượu cao, tinh cao. Dạ ly rượu tinh cao em chỉ có một cặp ly thủy tinh thôi, nhưng mà cặp đó nó khắc tiệm vàng, cặp đó 400, nhỏ thôi nhưng mà đắt lắm. 150 mã 150. Rồi còn cái này nè nha mấy anh chị. Em còn được một cái hoa đào. Đây. Nồi này thì nhỏ, cái nồi này em bán 150 luôn. Đường kính nó 17 18 xăng nha, ngang của nó là 21 xăng cái quay luôn á mấy anh chị. Cao là 6,5 nha. 150 mã là mã nồi đi.
150 mã nồi nha, 150 mã nồi. Giả thủy tinh khắc 150 mã nồi nha mấy chị. Còn một cái duy nhất nha, hàng mới kem. Sẵn lên nồi em lên luôn. Đây, cái nồi này để làm bít tết rồi hay gì đó mấy chị. Cái nắp nó rất là cao mà nặng nha. Nó giống như một cái đầu hút khói. Đây. Đường kính cái nồi này là 27, năm cao là 5 nha mấy chị. Chưa tính cái nắp nha, rất là to. Đó, bên đây nó có màu trắng gì nữa mấy chị. Rồi cái nồi này em bán cho mấy chị là 280 nha. Lên giúp em mã là 28, 280 mã 28 nha mấy chị. Cái này để mình làm mà bột tết hay gì á. Rồi lại. Dạ. Cái đó để làm bột tết hay gì chị? Em thấy em coi phim trong xưa đó, em coi cái vô cái mấy cái gõ vô mấy cái trang mà gì mấy cái quán Nhật á. Em thấy cái nồi đó để làm bít tết bò gì. Đây một cái nồi này làm bằng sứ nha mấy chị. Cái nồi này nồi hấp nha, bằng sứ. Mình hấp rau củ quả, gắp gà gì cũng được luôn. À, cái vị nó bằng sứ luôn. Nồi này đường kính nó là 26 nha, cao là 11. Rồi cái nồi này nó nặng 2,6 kg nha mấy chị. Rồi cái nồi này em bán cho mấy anh chị là 500 luôn nha. 550 bán 500 luôn, 550 á mấy anh chị, bán cho anh chị 500 luôn. 500, mã 500 luôn nha. Nồi này hấp rau củ quả, hấp gà, hấp đồ mấy anh chị. Rồi hết nồi nha mấy anh chị, qua chương trình nồi nha. Rồi qua chương trình nồi nha. Rồi em có một cái tô ngũ sắc nha mấy anh chị, mà nó không có nắp nha. Tô này nó có nắp nè, nhưng mà không có nắp. Cái này mấy anh chị nào mà muốn cần em ghép đó, thì em cho mấy anh chị, tặng cho mấy anh chị cái nắp. Rồi cái tô này em bán cho mấy anh chị 100 nha, mã số 10. Đường kính nó là 16, cao là 8.5 nha mấy anh chị. 100 mã số 10 nha. Em có cái nắp ngũ sắc nhưng mà nắp nó lai, cho nên em không có bán nắp. 100 mã số 10 giùm em nha. Rồi em có bốn cái chén ăn lẩu nha mấy chị. Bốn chén ăn súp ăn lẩu thì đây. Chén quay nha. Rồi chén này em bán cho mấy chị là 35k một cái. Nó nặng lắm nhưng mà anh chị nó dày, nó nặng nè. Em căng ký em bán luôn. Tặng nắp hả? Rồi ok. Tặng chị nắp luôn. Đây cái nắp nó màu đỏ này nha anh chị. Nắp cũng ngũ sắc nhưng mà màu đỏ này, nên cho em không có ghép nắp vô nha. Nó là quá đỉnh luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này 35k một cái nha anh chị, lên giúp em mã 35 luôn đi nha. Đường kính nó là 12 năm nha, cao là 5 nha mấy anh chị, 4 cái nha. Cái này em có được hai cái dĩa hạt xoài luôn, mấy anh chị nào lấy chứ. Còn chén này thì em bán luôn cho mấy anh chị hai cái dĩa hạt xoài luôn. Rồi mã 35 nha mấy anh chị. Rồi 35 em chốt cho chị. Chị tập quá nhà bơ à. Chị Bảo Châu Trân sao nha. Rồi hai cái dĩa này là nó dày luôn nè chị. Nói chung cái bộ này là nó rất là dày. Nè, hai cái này em bán cho chị là 100 nha chị. Nên chị tập quá nhà bơ. Lấy thì ok giùm em nha. Đường kính nó là 23. Ngang của nó là 13. Cao nó là 3. Ngang 23, với ngang 13, dài 23, cao 3 nha chị.
đó, nó có một cặp này luôn, một cặp này làm như mình để đồ ăn. Rồi em có một cái đĩa xứ Mỹ nha anh chị, 3 ngăn nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Tập Quá Nhà Bơ, 3 ngăn. Hàng của Mỹ nha, Cuban nha anh chị, hàng Cuban của Mỹ. Rồi cái đĩa này em bán cho mấy anh chị là 80 mã 8, đường kính nó là 26 xăng. Cái này mình để cho mấy bé mình dùng á. Đây một ngăn, ngăn rau, ngăn thịt với một ngăn cơm. Mã 10 gì? 80. Như vậy 80k nha anh chị, mã 80. Rồi em có một cái dĩa, một cái tô. Bữa nay mã 80 80. Mã em không nhớ mã nữa. Dạ. Quay đó nữa, quay đó em hết rồi. Đường kính nó là 19, cao là 5 nha. 19 cao 5. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 50 mã 5. Rồi mã 8 chốt cho chị Tập Quá Nhà Bơ. 50 mã 5 nha mấy chị, hình cái quạt nha. 50 mã 5. Đây em có một cái thố này mình để mình ủ cháo cho em bé nè mấy chị, bỏ tủ lạnh nha. Ủ cháo với ủ bột gì cho em bé. Rồi cái thố này em bán cho mấy chị 40 mã 4 nha. Đường kính đó là 10.5, cao là 5.5. 40 mã 4. Chuyện chìm luôn rồi anh chị, có chuyện nổi chứ. Rồi ba cái tô này em bán cho anh chị 80 mã 8, mã 80 luôn nha anh chị, mã 80 nha, mã 80, 80 lá phong nha anh chị, lá phong. Đường kính nó là 16, cao là 4. Chuyện mọc này đủ nha. Lá không nha mấy chị. Mã 80. Rồi 80 chút cho chị Phương Thảo. Rồi ba cái này em bán cho mấy chị con 80 này, con chim tỉ hay con chim này, con chim gì cúm đấm gì á. Cái mỏ nó dài giống con cọ á. Tiện nó là mình tiện chìm nha, tiện chìm không. Rồi ba cái này 80 mã lạ đi, 80 mã lạ. 80 mã lạ nha. Đường kính nó là 15 mm, cao là 4.5 nha. 80 mã lạ. Em chào chị Lê Xuân ạ. 80 mã lạ nha. Vuông này 40 mã 04 nha, 40 mã 04 nha. Rồi mã lạ em giúp cho chị Mỹ Thiêu ạ. 40 mã 04, đường kính 14 nha, ngang của nó 13, cao là 4 nha. 40 mã 04 nha. Chuyện như này chuyện vuông nha mấy chị, chuyện vuông mà chuyện 40 mã 04. Cái dĩa con chim cò bay gì nè mấy anh chị. Rồi cái dĩa này em bán cho mấy anh chị 45k nha. 45k. Mã là 45 luôn. Chuyện nó nằm đây nha mấy anh chị. 45k mã 45. Đường kính nó là 25, ngang của nó là 18 nha. Cao là 3.5. Em chào chị Lan Phúc ạ. Này. 45k mã 45. Em có một cặp ly số 8 nha mấy anh chị, cặp ly dâu số 8 nha. Đây, cặp ly dâu số 8, cặp này em bán cho mấy anh chị 70 mã 70 nha. Cao là 7 nha mấy, cao là 7.5 nha mấy anh chị, 70 mã 70 nha. 45 cho chị Lan Phúc ạ. 70 mã 70 nha. Chọc mã 70 nha mấy anh chị.
Nửa đậu 70 em chốt cho chị bắt quá nhà bơ. Rồi hai cái này em bán cho mấy anh chị 60 nha. Tô quay cho mấy anh chị, nó có hai cái quay nè. 60 mã 06 hoa hồng, hoa hồng xanh nha, nó có hai cái quay này mấy anh chị. Đây mình bưng này nha, dạng này quay liền. 60 mã 06 đường kính 17 nha, ngang của nó là 16, cao là 4.5. 60 mã 06 giá bộ ca nào ạ? Giá bộ ca nào chị Lan Phúc? Rồi em có 4 cái hình chữ nhật nha mấy chị. Rồi 4 cái hình chữ nhật nha. Rồi 4 cái này em bán cho mấy anh chị là 120 nha. 4 cái này 2kg á mấy anh chị, gần 2kg. 120 lên giúp em mã là 12 nha. 120 mã 12, cái này mình để bít tết rồi quá đẹp luôn mấy anh chị. 120 mã 12 giúp em nha, quá đỉnh luôn. 120 mã 12. Chị Lan Phúc cầm em bộ cà nào đi em mới cho chị xem được ạ. Rồi một bộ tô củ cải, gốc cải, củ sắn gì từ lưa luôn. Rồi 5 cái này em bán cho mấy chị là 200 luôn, mã là 200 luôn. 200 mã 200 nha mấy chị. Đây, men rất là bóng nha mấy chị. Bí, củ cải, bắp cải, củ cà tím rồi luôn. Có củ, cái củ, củ này củ sắn gì nè. Đó, tiện đó nè mấy chị. 200 mã 200, bộ tô này là quá đẹp luôn mấy chị. Còn mấy kem bóng giận, đường kính 16 xăng, cao là 6,5 xăng nha. 200 mã 200 nha. Trên kệ đó có ấm lẻ, giờ ấm lẻ không còn có mấy cái rồi chị. Kệ này hả chị, hôm nay hả cái bộ này không, nếu bộ đó chị bán chào chị bông sữa. Rồi cái này em bán cho mấy chị 45k nha, có một trái 45k mã 45, 45k mã 45, đường kính nó là 16, cao là 6.5, 45k mã 45 giống em nha. Có đĩa có quay vậy, bữa đĩa có quay mình bữa con cái đâu mất tiêu rồi, sẽ tới sẽ lưu rồi ra đây nè. Rồi để em lên cho anh, em có một cái một thôi, nhưng mà cái đó nó cứ khách mua xong rồi xả tới xả lưu hoài. Em hôm nay em không có like đây, một cái tô vẽ hoa vàng này nha mấy anh chị, trưng cao. Rồi cái tô này em bán cho mấy anh chị là 60 mã 6, đường kính nó là 17, cao là 9 nha. 60 mã 6 nha, cái tô nó cái trưng cao này nha mấy anh chị.
dĩa hết bông hết tô luôn nha, 60 mã 6. Đây rồi, mã 6 trước cho chị Phương Thảo này. Đây quy một rừng lá nho nha, một rừng lá nho luôn, có hai cái quai đĩa rất dài nha. Cái đĩa này là nó bị lỗi nha mấy chị, nứt cái chân nha, nói em đưa cho mấy chị xem nứt chân nè, nứt cái chân, còn ở trên phần dĩa là chưa nứt nha mấy chị, nó không có nứt lên tới dĩa nha, chỉ cái chân như chỗ này nứt thôi. Và cái dĩa này em bán 120, mấy chị nào lấy thì lên, mấy chị yêu thích cái dĩa này thì lên giúp em mã là mã nho 120 nha. Đường kính nó là 38, ngang của nó là 18.5, cao là 3 nha. Đây, 120 mã nho. Rồi cái dĩa gấm mọc này hôm nay cứ sắp lên sắp xuống hoài rồi. Rồi cái dĩa gấm mọc này em bán cho mấy chị là 50, 80 riết bán nay 50 luôn, làm như nó không có viên đi hay sao. 50 mã 5, đường kính 31, cao ngang của nó 13 nha. 50 mã 5, có hai cái chân dưới đây luôn nha mấy chị, mình để đồ bánh rồi là lên nó là sen nha. 50 mã 5 nha. Một cái khay trà nha mấy chị, nay nó bằng BK nha, bằng nhựa, nhựa của Nhật. Thế mà nó bên trong nó gì, nó làm cái cảnh nó vậy nha mấy chị, có nhà, có núi, có cầu rồi nha, có sông rồi luôn. Đây, ngoài sau nó có hai tiện luôn. Rồi cái này em bán cho mấy chị là 100 nha, 150 này bán 100 luôn. Mã 100 luôn, đường kính 32 năm nha. Viền ngoài nó đầy đầy chút nha mấy chị. Dạ, ấm trà lọc lưới nha chị. Lọc lưới, lọc gốm cũng có, lọc lưới cũng có. Mấy ấm này mẹ lên rồi, lên ngoài đi. Rồi lên làm 4 ấm vậy luôn nha. Rồi lọc lưới, lọc lưới. Rồi cái này em bán 180, chị lấy thì lên giúp em mã 18, mã 18 180 nha. Dễ nổi hết nha mấy chị, dễ nổi hết. Tiện nó là một tiện nắp, ở đây nó có một tiện nữa. Rồi cái này là 150, cái hình này đắp nổi mà không biết cái hình gì luôn. Này lọc gớm, có tiền bên đây luôn. 150 mã 150 luôn đi, mã 150 đi. Của 100 là gì? Rồi 100 chắc cho chị Lan Phúc ạ. Cái diện hoài nè, cái thầy đó, cái diện hoài nó cấp cấp chút nha chị Nam Phúc. Này lọc lưới quanh bình nha, lọc lưới quanh bình, ở ngoài là men chảy như vậy đó. Rồi cái ấm này bán cho mấy chị là 130, còn mới chưa qua sử dụng luôn mấy chị. 130 mã 130 luôn nha, chưa qua sử dụng luôn, mã 130 130 nha. Lọc lưới quanh bình nha. Rồi 150 em chốt cho chị Lan Phúc ạ. Rồi ấm này là 200, ấm này là siêu to khổng lồ, ấm này bự còn tem luôn, chà bá luôn. 200 tiện nó là tiện nắp,
200 mã 200. U cái này nó bị rạn chút rồi mấy anh chị ơi. Nó rạn ngang qua chút rồi. Giờ coi lại cho thấy thấy chị. 200. Bán cho mấy anh chị 150 luôn, nó rạn như chỗ này chút xíu nha. 150 mã 150 nha. Dạ, tóc xả chị ok chị luôn. Rồi cái bình trà thấu quang dán Âu nha mấy anh chị. Thấu quang dán Âu nha, có chuyện luôn. Đây, nó có chuyện luôn nha. Thấu quang dán Âu. Bình trà dạng này thì em thấy rất là hiếm. Nó được chín lỗ nha mấy anh chị, được chín lỗ luôn nha. Lọc lỗ nha, chín lỗ. Cái nắp đó nè. Siêu đẹp không? Đó. Rồi cái bình trà này em bán cho mấy anh chị là 307, mã là 37 nha. Mã 37 307 nha. Rồi hết rồi mấy anh chị, em còn có bộ trà thôi. Rồi cái hộp luôn ta. Mình còn hộp nữa. Trời ơi, đập mũi xem bể cái tô. Này lọc lưới quanh bình luôn, còn còn full hộp, lọc lưới quanh bình nha, ngàn còn full hộp luôn, men chảy bóng màu luôn. Rồi bộ cái ấm này em bán cho anh chị 150 nha, 150. Mã là mã số 1 đi, 150 mã số 1. Mã số 1. 110 mã số 1. Nhớ chích nhớ ta. Rồi bốn cái chung trà. Mấy ông Phật rồi mình. Cái này mới là mình có like rồi mình. Rồi bốn chung này em bán cho mấy anh chị là 30k một chung nha, bốn chung 120, mã là 120. Rồi có hai cái tô này mình úp mì rồi mấy anh chị. Rồi cái này bán cho mấy anh chị 50k một cái nha, có hai cái. Lên giúp em mã 50 nha. Tô này mình úp mì rồi, mã 50 nha. Đường kính nó là 15, cao là 7 nha. 15 cao 7 mã 50 giúp em nha. Hai cái thì một đầy đủ. Tô hoa diên vị. Rồi cái tô này em bán cho mấy anh chị là 55k xanh cobalt trên nha mấy anh chị. Vì xanh cobalt nha. Rồi, 55k mã là mã tô. 120 là chung trà. Mã tô. Rồi. Mã tô nha chị Duyên, mã tô. Tô một chút cho chị Duyên ạ. Rồi một cái trái nho. Rồi tô này em bán với chị là 65k. 65k nha. Mã nho nha, 65k mã nho. Hôm nay thu hoạch nho nha mấy chị, nho nhiều. 65k mã nho, đường kính nó là 25, cao là 6.5.
Rồi 120 giới với chị Lan Phúc. 65k mã nho nha. Hôm nay thu hoạch nho nên bên em nho nhiều. Rồi rồi cái tô này em bán cho mấy anh chị là 45k thôi nha. Tại cái tô này nó rẻ cái bông làm sao. 45k lên giúp em mã là mã lỗi nha. Nó bị lỗi như sao á. Nó rẻ cái bông ở bên đây nó có một cái dần vàng vàng nữa chị. Ở trong lòng nó này. Ngay cái bông nó luôn. Biết sao nó có một cái dần vàng vàng. Mã lỗi nha, 45k mã lỗi. Siêu đẹp luôn, hoa hồng. Đường kính nó là 22,5 nha, cao là 7. Mã lỗi 45k nha mấy anh chị. Rồi hai cái, một cái tô một cái dĩa xà cừ luôn. Rồi hai cái này em bán cho mấy anh chị 140 luôn. Mã là 140 nha. Hoa hồng 140 mã 140. Đẹp cực kỳ không? Mã 140 140. Đường kính nó là 25, cao là 4.5, cái tô là 23, cao là 6. 140 mã là 140. Dĩa lớn 5 cái nha mấy chị. Một bộ dĩa lớn 5 cái. Rồi cái này em bán cho mấy anh chị là 55k một cái nha. Dĩa lớn 5 cái. Con chim đậu trên cành hoa đào cũng giữa nha mấy anh chị. Dĩa lớn 5 cái. 55k một cái. Nên giúp em mã 55 luôn đi. Đường kính 23,5 nha. Cao là 3. Mã 55 giúp em nha. Xanh lam hoa đào tuyến giữa mấy anh chị, dễ một nó thu nguyên một khu vườn hoa đào tuyến giữa nha. Con chim đang đứng bắt sâu các chị. Rồi cái này giờ bán sao ta, cái này giờ bán là ngán gói. Đây mấy anh chị, em ưu tiên cho anh chị nào ở thành phố mà có yêu thích cái này thì ưu tiên cho mấy anh chị ở thành phố nha. Này cái thủy tinh này nó trong rất là trong, cái dĩa hạt sòi nha mấy anh chị, với một rừng rừng hoa luôn nha, có chim có đồ luôn. Nhìn nó vàng, đường kính nó là 42, dài 42, ngang của nó là 29, cao là 14. Đây, cái này em bán 120. Cân ký bán 120 mà không. Đây, 120 hên xui nha mấy anh chị. Cái này mình để một cái đồ ăn là mình thấy được bên trong luôn nha, bên ngoài mình thấy được bên trong luôn. 120 mã 120 nha. Nguyên bộ combo luôn nè. Nguyên bộ combo 170. 170. Rồi. Bán cho mấy anh chị 150 mã 150 luôn. Ba cái tô. Mã 150 170 nha. Có 150 nha. Hai cái dĩa sau lòng. Đường kính nó là 16, cao là 4 nha. Ngày 20.5 cao là 4. Hai cái dĩa trong lòng 13 cái tô. 150 nha. Cái này nha, 150 mã 150 nha mấy anh chị.
Dạ hôm đó thì em không biết nữa. Bây giờ mình đập thì nó bể rồi đó. Nói chung cái nó mỏng nhẹ. Dạ 150 chốt cho chị Mỹ Thiêu ạ. Rồi ba cái dĩa hoa hồng luôn. Ba dĩa em bán cho mấy chị 80k luôn. 80k nha. 51868 gì luôn rồi mấy chị. Cái này chắc của công ty của nó sản xuất ra đời năm đó. Đây có đóng 1868 nha. Yamato Japan 1868. 80k mã 80. Đường kính nó là 29 năm 80k mã 80 với em nha. Còn cái bộ dĩa này quá đỉnh luôn. Này hoa hồng luôn á chị. Hoa hồng viền vàng luôn. Còn mới trên. Rồi năm cái này em bán cho mấy chị 150, mã là 160 nha. Mã 160 150. Đường kính nó là 19. 19 cm nha. Mã 160 cho mấy chị. Hấp dẫn nha. Mã 160 giúp em nha. Còn cái này nữa mấy chị. Này này của Kansai, Kansai chứ, Kansai Nhật, Japan. Còn mới kem luôn. Rồi cái này em bán cho mấy chị 60k còn cái luôn, có cái 160k mã 60. Đường kính 25 năm, 60k mã 60 giúp em. Còn lên cái cối giả này nữa gửi cho mấy chị hết giờ. 60k mã 60 nha. Em có cái khối giả này. Cái này em được 3 cái nha anh chị. Đây nè. Rồi 60 em chốt cho chị Mỹ Thiêu nè. Này em bán 40k một cái nha anh chị. Đường kính 15. Cao là 7 nha. Khối giả nha anh chị. Này giả là siêu đẹp, siêu ngon luôn á. Giá ớt rất là chắc chắn, ớt tỏi 40k mã 40, có 3 cái nha. Rồi 40 em chốt cho chị Mỹ Thiêu một cái á. Tặng cho mấy chị 3 cái ly xà cừ nha mấy chị. Mấy chị về đều pha cà phê uống nha. Tặng 3 cái không biết kịp giờ không nha mấy chị, tranh thủ giùm em nha. Rồi 3 cái ly xà cừ nha. Cái này nó dính cái bụi nha mấy chị chứ không phải nó bị ấy nha. Nó dính bụi mình cùi ra được hết. Rồi lên giúp em mã là ngủ ngon nha. Chúc ngủ ngon chứ. Chúc cả nhà ngủ ngon đi. Chúc cả nhà ngủ ngon cho dài dài. Chúc cả nhà ngủ ngon nha mấy chị, 3 cái nha. 1 2 3 3 cái này em tặng trùng màu luôn. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. 3 cái ly sạch trời nha.
mỗi người một cái. Rồi tối mai em live tiếp nha mấy chị. Nay nói chung mai cũng có hẹn ở ổng, mai được đơn bữa nữa. Dạ rồi, em tặng cho chị Mỹ Thiêu nè, tặng cho chị Duyên còn một ly nha mấy chị, còn một chung một ly cái ly nữa nha. Tối mai em live hàng họp nha mấy chị, hàng họp từ luôn. Tối mai em live hàng họp luôn. Rồi, vậy là không anh chị nào nhận nữa là em để lại hai ly nha. Em để lại 1 ly.